trong quá trình xem live thì cứ thả tin thật là nhiều có bất cứ câu hỏi gì thứ cứ cứ thoải mái uh, đưa ra mình sẽ trả lời ngay nào có ba 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 thế hệ trước này three generations ago a uh, hundred young women women wrote essays describing why they wanted to join uh, a convent để có ba thế hệ trước thì 180 người phụ nữ trẻ đã viết những cái bài luận để mà miêu tả cái lý do vì sao họ muốn tham gia một cái convent uh, một cái giáo hội yeah. và nó mở ngoặc ra nó giải thích cho chúng ta đó là một cái một cái religious community of nuns tức là một cái cộng đồng uh, tôn giáo của những bà sơ Đâu, rồi cái bài này hình như là bài uh, passage số 2 thì phải Đâu, bài passage số 2 nó sẽ là độ khó nó ở mức trung bình Yeah, và nó sẽ thường ấy có những dạng bài như kiểu là matching heading tức là nó nó kiểm tra vào cái khả năng um, tóm nhá yeah, tóm tóm ý của thí sinh còn những cái bài như kiểu là part 3 ấy, cái passage số 3 thì nó tập trung vào cái khả năng mà kiểu như là tư duy đối chiếu nhá yeah, lý luận đấy còn bài bài passage 2 thì cái cơ chế của nó ấy, đó là tập trung vào cái cái dạng nó gọi là kiểu lấy ý chính ok nào, convent, đúng không? Thì đó là nó giải nghĩa luôn cho chúng ta. Đó là một cái cộng đồng tôn giáo này. Of nuns. Đấy, nuns đó là các bà sơ nhá Còn why như thế này thì đấy chúng ta có thể thấy được rằng đấy là một cái mệnh đề. Nó bổ nghĩa cho describing, đúng không? Đó. Years later, a team of psychological researchers, uh, researchers came across three... No, came across these autobiographies in the convent's archives. Rất là nhiều năm sau thì một nhóm những nhà nghiên cứu về tâm lý đã bắt gặp, đã phát hiện ra những cái cuốn tự truyện này Đấy, trong cái kho lưu trữ của giáo hội. Ok, archive đúng không? Thì đó là cái kho lưu trữ chính xác rồi nha. Uh, convent thì ok, chúng ta cứ hiểu đơn thuần bây giờ nó sẽ là cái giáo hội hoặc là cái nhóm đúng không? Đây này, nó cho chúng ta luôn. Các bạn thấy là IELTS nóng khá là 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 làm mang tính universal đấy vì vậy cho nên những cái từ chuyên môn nha chắc chắn là nó sẽ giải thích ra cho chúng ta đấy ví dụ như nó mở ngoặc như thế này hoặc là nó gạch hay là nó có những cái dấu hoa thị để mà nó giải nghĩa những từ vựng chuyên môn nữa rồi uh, come across something đấy hoặc là các bạn có thể paraphrase bằng đó là stumble upon something tức là vô tình bắt gặp nó đấy xong rồi thêm một cái nữa nha chance Upon something, nó rất là hay Mình dùng từ chance ở dạng động từ ấy. đấy Có nghĩa là vô tình bắt gặp nó By chance yeah. right. The researchers were seeking uh, Material to confirm Earlier studies Hinting at a link between Having a good vocabulary in youth And a low risk of uh, Alzheimer's disease In old age Những nhà nghiên cứu thì đang tìm kiếm Những cái tư liệu để mà xác nhận Những cái nghiên cứu Uh, những cái nghiên cứu đã được thực hiện trước đó Đấy, Ngụ ý ra rằng Một cái liên kết Giữa cái việc có một cái lượng từ vựng lớn này ừ. Trong cái mức độ tuổi trẻ Trong cái thời trẻ Và một cái rủi ro thấp hơn Bị cái bệnh đó là Alzheimer Cái bệnh đáng trí khi mà về già Đấy mình cắt nghĩa mọi người nhé Dịch ra thì nhiều khi Nó có các cái bộ phận Nó hơi dâu ria Thế cho nên là mình gọi là hơi khó đúng không Chứ còn cái, cái việc tóm ý ấy Yeah, cái bài Passage 2 thì nó thường kiểm tra cái kỹ năng tóm ý mà Tóm cái này, tức là có nhiều Có khả năng ngôn ngữ tốt vào Thời trẻ thì sẽ ít có khả năng bị đáng trí Khi mà tuổi già Thì đó là ý nghĩa của nó đấy đó, Seek, đó là tìm kiếm một thứ gì Và we're seeking, tức là tại lúc đó, tại thời điểm đó Người ta đang tìm kiếm material, tức là um, Nguyên liệu này Rồi um, các cái tư liệu nếu như mà liên quan nghiên cứu confirm xác nhận đó, những cái nghiên cứu trước đó cái cái earlier ở đây này nó bằng cái từ previous đó. hint thì đó là một manh mối dùng ở dạng động từ tức là nó ám chỉ đến nhà nó ngụ ý đến đấy một cái link một cái liên kết nó bằng cái từ connection đó trong cái việc đó là có một cái lượng vocab tốt này in youth chắc chắn rồi đó là kiểu như vào những cái thời trẻ đúng không Thanh xuân và một cái low risk có là một cái rủi ro thấp hơn trong cái việc đó là bị bệnh đang trí này vào tuổi già. Đấy. Predictive đó là kiểu mang tính dự đoán ấy bạn. Đó, chính là động chính là tính từ từ predict. What they found was even more amazing. The researchers found that although the young women or were, were in their early 20s when they wrote their essays, their the emotions expressed in these writings were predictive of how long they would live. Đấy, they would live. Nào, cái thứ mà họ tìm thấy nó thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Những nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng mặc dù là những người phụ nữ trẻ đang trong cái độ tuổi 20 của mình khi mà họ viết những cái bài luận này Ờ, uh, những cảm xúc được bày tỏ trong những cái văn tự đó thì nó mang tính dự đoán về cái thời gian họ sẽ sống được bao lâu. Đấy, ok, chúng ta thấy rất rằng là cả một câu rất là dài nhá. Nào what, nó là mệnh đề danh ngữ ấy Nó ám chỉ một cái Đối tượng danh từ Đấy, là cái thứ đúng không? Nhưng mà nó chưa có uh, Rõ ràng ra Đấy, nó ám chỉ về một cái danh từ Một đồ vật hoặc là một thứ, một cái Một điều Rồi, tiếp theo này Although, câu phức, mặc dù đúng không? In their early twenties Tức là trong cái độ tuổi Nó gọi là mới 20 thôi Mới 20 Đấy Um, express đúng không? Tức là mệnh đề quan hệ ở đây nó bổ nghĩa theo cái bị động cho emotions nhé. Yeah, được thể hiện trong những cái văn tự này. Cái writing nó có thể được hiểu là văn tự. Đấy xong rồi là các cái thậm chí là có thể có những chữ viết nữa đúng không? Đấy, nếu như mà chúng ta bảo chữ của mày xấu quá, tức là your handwriting riding so bad, Đấy, so ugly nhé. Yeah. Predictive thì đó là tính tính từ nó mang nghĩa mang ý nghĩa đó là có tính dự đoán. Bởi vì thường những đuôi thể như thế này này thì nó là tính từ đi kèm với động từ chính đúng không? Ví dụ chúng ta có từ suggest. Đấy, suggest tức là đề xuất. Vậy thì nếu mà một người ấy đang kiểu như là muốn nháy nháy với ai đó thì tức là đang có một cái suggestive. Nhá, yeah, suggestive manner. Đấy, hoặc là một cái kiểu vibe đúng không? E người ta toát ra đang muốn gọi là ngụ ý một cái gì đó. Nhá, yeah, suggestive. Tương tự như vậy thôi, predictive này. How long they would live họ sẽ sống bao lâu nữa đúng không? Rồi. Now those with upbeat autobiographies live more than 10 years longer than those whose language was more neutral. À, những người với những cái cuốn tự truyện của mình mà nó mang tính vui tươi xong rồi là nhịp độ cao thì sống lâu hơn 10 năm so với lại những người mà có ngôn ngữ nó trung lập hơn. Đấy. À, Ok, tức là thế nào? Người ta tìm ra được các cái um, quấn tự chuyện của phụ nữ mà sống hồi trước, đúng không? Ở một cái cương vị đó là những cái bà sơ ấy. Đấy, thế thì những người bà sơ đó viết lại tự chuyện của mình. Và những bà nào mà viết theo một cái tông điệu mà nó vui tươi, tức là nó upbeat. Đấy, thì có một cái thời gian sống của nó lâu hơn 10 năm so với lại những người còn lại mà có cái giọng nó trung lập hơn. Đó, neutral, đó là kiểu như chữ N ở trong ô tô ấy. Các bạn biết là chữ n tức là không đi không dừng đúng không? Đấy thì tức là nó trung lập. Nhà yeah, chữ n, thế đấy neutral tức là trung lập này, còn upbeat tức là những cái nhịp nó cao, tất nhiên là low beat rồi. Đó thậm chí người ta còn gọi là low key nữa cơ. Low key tức là nó rất là trầm. Đấy nó không có gì kiểu như là 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 là, là... sống động cả đúng không? Nào cái bà đem n này, a psychologist at the University of Kentucky who spearheaded uh, the study noted that the results were particularly striking because all members of the convent lived smaller now lived, lived uh, similar lifestyles. Đấy các bà đem N bà ấy là một người tâm lý học tại đại học này, Thổ Nhĩ Kỳ, người mà đã tiên phong trong cái nghiên cứu này. Đấy chúng ta có từ spearhead. Đấy, à, cái spear tức là cái ngọn giáo ấy và head tức là cái đầu của nó. Nhá, đi đầu luôn. Đó, là cái ngọn giáo tiên phong đi đầu luôn. đấy nó giống từ lead nhỉ. nào cái bà uh, bà Denner bà ấy, um, lưu ý rằng những cái kết quả ở đây thì nó vô cùng là đáng ngạc nhiên, đáng lưu đáng chú ý bởi vì tất cả những thành viên trong cái giáo hội đó đều sống những cái phong cách sống nó tương tự nhau. Đấy, chúng ta có ở đây nhá đó là note tức là lưu ý xong rồi là kiểu như nhấn mạnh rằng đúng không? know that Striking Một cái kết quả hay là một cái thứ gì ấy Mà nó striking Giống như kiểu là nó vừa mới đấm cho chúng ta một cái ấy. Và chúng ta đang kiểu như là Choáng váng Gây choáng váng đúng không đó. Các bạn cứ hiểu nha Cứ từ strike Coi là đánh Tấn công Đó đấm Thế thì nếu như mà một cái kết quả Hay là một cái thứ gì đó Mà nó striking Tức là nó rất là đáng chú ý Nó khiến cho chúng ta kiểu như bây giờ Phải gọi là ngớ người ra đúng không Đấy striking nó là như vậy nhá. Rồi, striking features Đó là những cái đặc điểm mà đáng lưu ý đấy Khá là giống cái từ considerable Right Rồi Striking Ok, spearhead đúng không? À đâu, spearhead yeah, Từ đấy rất hay, spearhead Ok, rồi tiếp theo này uh, Similar lifestyles Những cái phong cách sống mà nó tương tự nhau Những bà sơ mà đúng không? Làm gì có kiểu như điều kiện các thứ đâu Nào, eliminating này Many Uh, variables that normally make it difficult to interpret uh, longevity studies. Họ đã loại bỏ đi rất là nhiều những cái yếu tố, những cái biến số thay đổi mà thông thường sẽ khiến cho nó trở nên rất là khó khăn để mà có thể luận giải những cái nghiên cứu về tuổi thọ. À, chúng ta có những từ rất là hay như sau nhé, eliminate một thứ gì đó đúng không? Tức là kiểu loại bỏ nó đi, gạt bỏ nó đi, eliminate. Đó. Rồi, v Variables thì cái này nó là cái từ trong toán học Nó gọi là biến số Đấy, biến số tức là một điều có thể thay đổi được Đúng không? Các bạn thay đổi cái biến đi tức là cái kết quả nó sẽ thay đổi Đấy, và chúng ta gọi đây là một cái yếu tố có khả năng thay đổi nha Đó. Yếu tố thay đổi Đó. Variables, đúng không? Đúng. Rồi, tiếp theo này uh, Interpret thì bản thân của nó coi là luận giải Xong rồi là cắt nghĩa Nó khác với từ translate nha? Nó khác với từ translate Ở chỗ là translate tức là Đồng nghĩa luôn Word by word luôn đó không? Còn interpret Đôi khi nó theo cả cái ngữ cảnh Xong rồi nó sẽ chuyển về một cái uh, Điều gì đó mà nó hợp với văn hóa của người nghe Nha Cái vai trò kiểu như người dịch Với lại người uh, luận giải Nó khác nhau đấy Interpreter Interpreter với lại là translator nó khác nhau đấy ok cái người mà đi gọi là phiên dịch thực ra người ta không phải là phiên dịch đâu mà người ta dựa vào những cái thứ gì họ nghe được xong rồi họ sẽ chuyển lại theo đúng văn hóa cũng như là lời nói cho nó hợp với lại ngôn ngữ ở bản địa của chúng ta đó thì đấy nó gọi interpreter nha right. longevity thì nó coi là cái tuổi thọ ấy mà xong rồi studies như thế này tức là nghiên cứu là họ luận giải được những cái nghiên cứu về tuổi thọ nào it was a phenomenal finding she says nó quả thực là một cái phát hiện mang tính đột phá hoặc là kiểu mang tính um, <laughs> uh, mang tính hiện tượng nhé bởi vì phenomenal đâu thì nó sẽ là cái hiện tượng và đây là kiểu như nó nói đến một thứ gì rất là đặc biệt đấy, đấy nó gây ấn tượng nó là một cái kiểu như khiến mọi người đều sửng sốt đó mình miêu tả anh ta có một cái màn trình diễn nó rất là phenomenal, ui tức là kiểu như ấn tượng lắm, anh ấy là một hiện tượng, hiện tượng mạng đang gây sốt, thì đấy phenomenal tức là như vậy. A researcher uh, gets a finding like that maybe once in a lifetime, một cái người nghiên cứu mà có được một cái phát hiện như thế, có lẽ nó chỉ xuất hiện um, cả đời có một thôi. Đấy chúng ta có này uh, once in a lifetime nó coi là một tính từ nha nó nói đến kiểu như một lần trong một vòng đời cả đời mới có một uh, nó có thể ghép lại thành một tính từ hoặc là nó bản thân của nó có thể đứng đằng sau động từ to be luôn đây. rồi uh, ví dụ như các bạn bảo đây là một cái cơ hội cả đời có một thì tức là once in a lifetime opportunity đơn giản đúng không một okay, cái phi thường tuyệt vời Uh, ok có thể được dịch ra như thế Yeah. Nói chung là kiểu như Amazing, fantastic, uh, superb Đúng không? Xong rồi là cái gì Mấy cái từ mà ông Trấn Thành Ông ấy thốt ra Tất cả mấy từ đấy có thể gọi là bằng Đồng nghĩa với từ này right. Now, However, này, she points out that No one has been able to determine Why positive emotions Might have such Life-extending effects uh, Tuy nhiên thì bà nghiên cứu này Bà chỉ ra rằng không ai đã có khả năng định đoạt được, quyết định được, um, phân định được tại sao những cái cảm xúc tích cực nó có thể sẽ có những hiệu ứng kéo dài tuổi thọ như vậy. Đấy, tức là bà, cái bà nghiên cứu ấy, cái bà nhà nghiên cứu ở đây bà ấy bảo, ôi cái này nó rất là ấn tượng, nó rất là tuyệt vời, nhưng mà bà không thể nào mà bà ấy giải thích được. Thế thôi, yeah, bà ấy không thể nào giải thích được. No one has Uh, ever been able to determine. Determine một thứ gì đó nhé, tức là kiểu mình có thể gọi là um, phân định nó rõ ràng. Đã, phân định nó xong rồi là 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 nhận định nó một cách chính xác ấy thì tức là determine something. Đó determine something. Khá là đa nghĩa đấy nhá, từ này khá là đa nghĩa đấy. Rồi. positive uh, emotions đúng không? Có một cái life extending effects khi mà một cái verb in nó đi kèm một cái danh từ tức là đa phần nó nói đến kiểu như bổ nghĩa theo 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 dạng chức năng cho nó tức là effects này mang mục đích làm gì đấy và nếu mà extend thì tức là kéo dài thường là về thời gian đấy thì đây là kéo dài về tuổi thọ này để live expanding effects đấy. rồi các bạn nhớ thả tim nhiều nhá có câu hỏi thì cứ hỏi đoạn một như vậy thôi right. Now, Barbara này, um, professor of psychology at the University of Michigan believes that part of the answer is the undo undo effect. Tại cái giáo sư của đại học uh, Michigan thì tin rằng tin rằng là cái một phần của câu trả lời ở đây đó là cái hiệu ứng hiệu ứng hóa giải. Nhá, yeah, hơn mình dịch như thế cho nó gọi là, là 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 thuận đi, bởi vì undo một thứ gì đó ấy, tức là mình khiến cho cái kết quả của nó ấy, được đảo ngược trở lại thì đấy gọi là undo ăn đu ví dụ bây giờ ấy, mình đã gây ra lỗi cho người khác đúng không Sau mình bảo rằng ờ tôi muốn undo cái lỗi này tức là tôi muốn gọi là trở lại cái trạng thái mà tôi khi mà tôi chưa có gây ra bất cứ một điều gì đấy that can be undone ờ có nghĩa là điều đấy không thể nào mà kiểu quay ngược lại được Đó, can be undone thường nó đi về phủ định ấy can nào cannot be undone right. đây là hiệu ứng nó gọi là hóa giải đúng không mình dịch như thế cho nó thuận thuận miệng nha còn đây là the part of the answer này tức là một phần của câu trả lời hiệu ứng khắc phục ừ, dịch như thế cũng 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 hợp lý đúng không cũng hợp lý rồi vị tức là thế này nha ví dụ như cái làn da của mình ấy nó trở nên nhăn nheo bởi vì tuổi già đó thì khi mà mình có những cảm xúc tích cực thì tự những cái vết nhăn đấy nó có thể sẽ gọi là mất đi. Được rồi, vậy thì tức là cái tuổi già nó trôi qua nhưng mà cái vết nhăn nó đã bị xóa mờ đi rồi thì đấy gọi là undo, ấy. để undo cái vết nhăn. According to this theory này, positive emotions help you live longer by shutting down the effects on negative ones, the effects of negative ones. Theo như cái học thuyết này thì những cảm xúc tích cực giúp cho bạn sống lâu hơn thông qua cái việc đó là Um, xóa bỏ hiệu ứng của những cảm xúc tiêu cực, lại shut down mà đúng không? Đấy, tức là kiểu bây giờ đang gọi là God like đang gọi là cái gì triple kill tự nhiên cho nó chết luôn, Đấy, phá hủy nó đúng không? tắt nó đi, dập nó đi, dập cái effect của những cảm xúc tiêu cực. Ông Frederick này, uh, theory begins with the observation that negative emotions like fear and stress Enhance our fight to fight uh, response. Cái học thuyết của ông Frederick thì bắt đầu với cái sự quan sát rằng là những cảm xúc tiêu cực giống như kiểu là nỗi sợ hay là áp lực nó sẽ gia tăng cái phản ứng fight to fight. À, từ từ, flight to fight. Cái phản ứng này của chúng ta, cái phản ứng này nhá thì từ từ từ, từ mình cắt nghĩa cho mọi người xem nào. Flight to fight. cái này nó phải là ngôn ngữ tâm lý học rồi các bạn ạ có thể nhá là đang trong cái trạng thái muốn chạy trốn xong rồi bây giờ sẵn sàng quay ra đương đầu thì đấy nó có thể được cắt nghĩa đó là flight to fight bởi vì fight tức là đánh nhau chiến đấu còn flight tức là chuyến bay đâu đang muốn trốn chạy nhá bây giờ quay sang sẵn sàng để mà đương đầu với một thứ gì đó luôn đấy còn response thì đó là cái phản hồi nó có thể coi như là cái phản ứng từ cơ thể hoặc là nhận thức của mình ấy enhance thì nó có là kiểu gia tăng Đâu, gia tăng nó lên đấy ô oh rồi ok nhé còn observation thì có thể hiểu là cái sự quan sát đúng không sự quan sát của chính cái ông nhà khoa học đó uh, to very real threat đấy đó là cái phản ứng của chúng ta với những cái sự đe dọa thực sự trong cuộc sống trong đời sống real mà đúng không? Đấy là những thứ gì mà kiểu như nó nó nguy hiểm mà nó 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 cảm nhận được rằng là cái đấy nó có thực ấy. Đấy, chứ không phải là những thứ gì mà do đầu óc tưởng tượng ra đâu. Đó ok. Ừ. Kiểu mình né nó hoặc là điều đi nó. Ok, đúng rồi. Đúng không? Ấy nó nó có thể là gì nhỉ? You either run away from it or you uh, uh, you try dying. Đấy, ok, có nghĩa là kiểu trong chúng ta sẽ gọi là chết nhưng mà ít nhất là vẫn cố ấy. Đấy. Nào however này, when even when the emergency is gone, negative emotions produce lingering effects. Tuy nhiên kể cả khi mà cái nguy hiểm, cái sự khẩn cấp khẩn cấp nhá, nó đã qua đi rồi thì những cảm xúc tiêu cực nó tạo ra những hiệu ứng kéo dài. Đấy, hiệu ứng đọc lại, hiệu ứng kéo dài bởi vì linger ấy, thì tức là nó vẫn nán lại. Nó vẫn kiểu như là phản phất xong rồi là lởn vởn quanh đây thì đấy nó gọi là linger yeah. Sao mày vẫn chưa về vậy? Mày vẫn gọi là linger ở đây vậy? Đúng không? Thì đó chính là cái từ linger Đấy. Ok. Effects, đúng không? Thì đa phần nó bổ nghĩa theo cái verb in gerund đi kèm với lại một cái danh từ. Yeah. Thì lúc đấy nó nói đến kiểu như cái 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 chức năng đi kèm, đúng không? Cái hoạt động đi kèm cái danh từ đó. Đấy. Gone is over is gone tức là nó đi rồi nha nó mất rồi nó hết rồi right. rồi Brooks Gum a stress a, a, a stress researcher at the State University of New York explains that one of these effects uh, is excessive cardiovascular reactivity. Đấy, ông Gum nào đó là một nhà nghiên cứu về áp lực tại đại học New York đại học bang New York thì ông ấy giải thích rằng một trong những cái hiệu ứng này đó là excessive cardiovascular reactivity. Uhm. Cái sự cái tính cái tính khó dịch nhỉ, cái tính tái kích hoạt này, ở uh, những yếu tố liên quan đến tim mạch mang tính quá độ. <laughs> Đấy, có thể hiểu đây là cả một cái cụm danh từ nó rất là dài nhé thì chúng ta có reactivity đúng không? thì nếu mà một thứ gì nó active rồi đấy thì tức là nó đang hoạt động nhưng mà nó reactive thì tức là nó tái hoạt động lại. còn cardiovascular tức là liên quan tim mạch. đấy. rồi excessive tức là nó có cái tính quá độ ở đó, nó có cái tính kiểu như là thừa quá mức cần thiết thì đấy nó gọi là excessive. À, đây là ng ngôn ngữ uh, chuyên môn đúng không? chúng ta có thể hiểu là như thế. tức là thế nào nhỉ? Tức là đây nha mình cắt nghĩa cho mọi người nha mình không phải là người tâm lý học đâu nhưng mà ấy, ví dụ mình vừa trải qua một cái điều gì đó mà nó khiến mình sợ hãi bây giờ kể cả nó đi rồi nhưng mà mình nghĩ đến nó đúng, nó vẫn kiểu như kích hoạt cái trạng thái kiểu tim đập thình thịch của mình đấy mình vừa mới gọi là suýt chết ở kia xong rồi bây giờ mình đi đến một cái nơi khác rồi nhưng mà mình vẫn nghĩ đến cái đấy xong rồi mình vẫn cảm thấy rằng ủi ôi tim đập thình thịch đúng không đấy chính là cái đó reactivity nha rồi các bạn hình dung ra như vậy excessive tức là quá mức cần thiết quá nhiều so với cần thiết Now, behaviorally uh, gum says this reactivity is related to excessive vigilance đấy, theo tính hành vi thì ông gum nói rằng cái sự tái kích hoạt này nó có liên quan tới cái sự cảnh giác um, mang tính quá độ đó mang tính cao độ đi, có thể hiểu như vậy đi. Vigilance thì đó là cái sự cảnh giác đấy nha, đấy, cảnh giác. Xong rồi là kiểu đề phòng ấy. Còn reactivity vẫn là cái đấy thôi. Behaviorally thì đó có liên quan hành vi này. Bởi vì đuôi ly mà đúng không? Nó nói đến kiểu như trạng từ. Right. Rồi, các bạn có thể thích thì bảo rằng là behaviorally speaking, tức là nói về mặt hành vi, về mặt hành vi mà nói, như nhau thôi. Đấy, như nhau thêm từ speaking vào the state of being constantly on guard uh, for potential danger dangers. Nó giải thích rằng là cái vigilance của chúng ta đó là cái trạng thái trong cái việc là thường xuyên cảnh giác cho những cái rủi ro cái nguy hiểm uh, tiềm tàng xung quanh. Là constantly tức là thường xuyên. Uh, on guard uh, tức là kiểu bật cái chế độ uh, phòng thủ của mình lên. Đấy bởi vì guard đúng không chính là cái lá chắn có thể hiểu là như thế. Yeah, on guard Đấy, còn nếu mà bạn nào mà kiểu mất đề phòng nhé thì nó gọi là kiểu off guard cái lá chắn nó rơi xuống rồi đúng không đấy, off guard rồi potential dangers đó là những cái nguy hiểm mà nó có nó có tiềm năng xảy ra nó có khả năng xảy ra đấy thường nhé khi mà kiểu như là người nào đó mà khiến chúng ta mất đề phòng đúng không thì có thể là kiểu như be caught off guard đấy. cái phrase của nó thường dùng như thế này này có of course đó là ngược lại đúng rồi bởi vì off tức là kiểu như nó 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 tách ra nó rơi xuống rồi hai thứ nó đứt nó bị đứt rồi thì đấy nó gọi là off còn on God có có thể hiểu ấy tức là bây giờ đúng không cái lá chắn nó đã được đeo lên người on mà on tức là mặc lên đeo vào off tức là kiểu như ra take off your clothes đúng không cởi quần áo ra đấy thì đấy từ off đó còn các bạn cứ hình dung cái lá chắn thôi đúng không ừ. rồi tiếp theo này Not only is it physically draining to live in a perpetual state of high vigilance, but high cardiovascular reactivity could be linked to uh, increased chances of a heart attack. Không những là cái việc ít, tức là cái việc mà kiểu như chúng ta luôn luôn đề phòng những cái trạng thái nguy hiểm tiềm tàng xung quanh, nó sẽ gọi là lấy đi sức lực của chúng ta khi mà sống ở trong cái từ từ dịch lại nhé không những là nó sẽ lấy đi sức lực của chúng ta để mà sống trong một cái trạng thái luôn luôn đề cao cảnh giác cao độ đó nhưng mà cái sự tái kích hoạt <laughs> tái kích hoạt huyết áp cao đi đấy nó có thể được dẫn dẫn về những cái khả năng uh, khả năng cao hơn đấy, trong một cái cuộc nó gọi là trong trong một cái tình huống bị đột quỵ rồi dịch nó hơi bị ngớ ngẩn đúng không? Bản chất của nó ấy, tức là khi mà trong cái trạng thái luôn luôn đề phòng Thì không những là nó khiến mình mệt mỏi Mà nó còn kiểu dễ bị đột quỵ ý của nó là thế Đã. draining thì cái drain nó sẽ là cái máng ấy Cái máng mà nếu mà draining tức là cái hiệu ứng của nó là lấy đi, nó rút cạn đi Giống kiểu cái máng thì nó hút nước đúng không? Nó rút cạn đi, nó hút cạn đi Về mặt thể chất này Đấy đuôi in nha thì tức là nó ám chỉ về cái đặc tính của vật nó gây ra cho mình đó thì đấy là cái tính từ đuôi in nha và draining tức là nó hút đi của mình đấy về mặt thể chất này đó. rồi perpetual tức là um, nó khá là giống một cái từ đó còn continuous nha perpetual khá là giống cái từ đấy để có thể hiểu tức là nó mang tính tiếp diễn đó, nó cứ thế nó tiếp diễn thôi còn high vigilance tức là cái sẽ cái trạng thái đề phòng cao Yeah, đề phòng rất cao. Rồi could be linked tức là có thể được kết nối, có thể được liên kết, có thể được dẫn ra. Đây, cái này này, cái chance tức là cái tỷ lệ, đúng không? Cái tỷ lệ để mà chúng ta bị một cái cuộc uh, nó gọi là kiểu đột quỵ nhá, heart attack cao hơn. Vậy, right. có những từ mà nó khá là chuyên môn, để thế cho nên là cảm giác nó sẽ khó dịch đúng không? Ông uh, Frederick, ông Fredrickson believes positive emotions work Work their magic by producing a rapid un unwinding of pent-up tension. Ông Frederick, cái ông nhà nghiên cứu này thì tin rằng là những cảm xúc tích cực nó sẽ có hiệu nghiệm, đem đến hiệu nghiệm bằng cái việc đó là sản xuất ra một cái sự tháo rỡ, tháo gỡ rất là nhanh của những um, áp lực đang bị tồn động đấy có thể được hiểu như thế nhá mình 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 thực ra có nhiều từ ấy trong tiếng anh nó khá là khó dịch thế cho nên mình sẽ tìm những cái phiên bản trong tiếng việt nó nó gần tương đương thôi nào chúng ta có work their magic đấy hoặc là nó heals like magic hay là kiểu nó works like magic ý của nó có là kiểu nó phát huy hiệu nghiệm rồi ăn winding đúng không thì cái từ wine này này nó có nghĩa là kiểu như uh, làm một thứ gì đó nó bị dối nhé thì nó là wind nó giống cái cơn gió ấy Thì bây giờ cơn gió nó làm gì có bất cứ một cái phương hướng nào đâu Tức là nó tứ lung tung Đúng không? Vì vậy cho nên nếu mà why nha Thì thường ấy nó ám chỉ cái hiệu ứng đó là Cứ thế rất là nhiều phương hướng không xác định được Và unwind Tức là gỡ dối ra Gỡ cái trạng thái không phương hướng đấy ra đó, Và nếu mà ẩn dụ Thì nó có thể hiểu là giải trí đấy nhá, Giãn cái người ra ấy đó. Và nếu mà ăn widening như thế này Thì đó là nghĩa đen ý của nó là giải tỏa những cái tension những cái căng thẳng đó rồi và pen thấp nào pen thấp thì ý của nó coi là kiểu bị bị chất chứa xong rồi dồn ném ở trong người thì đấy gọi là pent nha pen up ok đây là tính từ ghép đúng không nó có thể có giống một cái từ này bo đồ đắp các bạn cứ hình dung nhé, hai thứ nó giống nhau ấy, tức là kiểu bị cất ở trong chai đúng không? Nó không có thoát ra được. Đấy, hai từ này rất là giống nhau nó gọi là chất chứa đấy nhá chất chứa những áp lực bị chất chứa còn rapid thì nó là nhanh rồi bản thân của nó nhanh đấy pent up chính xác ví dụ bây giờ đúng không chúng ta có những cái gọi là pent up resentment uh, to somebody chẳng hạn đi thì tức là bạn đang có sự hận thù những cái cảm giác gọi là uh, thù địch với ai đó mà cứ thế kiểu như chứa trong lòng thậm chí nhá mình cho mọi người một từ nữa nhá Harbor Harbor Đấy, ừ, có thể thêm up Và cho nó thuận miệng cũng được Nhưng Harvard Đấy, thường nó sẽ là như vậy Tức là cái bến cảng ấy, nó cứ thế kiểu như nó, nó đỗ ở đấy Nó không đi Đó, cái bến cảng nó là để đỗ mà Thì đây, có thể coi như là chất chứa luôn này Đấy Rồi, tiếp theo Restoring the system to normal Phục hồi cái hệ thống cơ thể trở về trạng thái thông thường Đấy, tức là bây giờ nha, các bạn cần phải có cảm xúc tích cực, đúng không? thì nó mới gọi là giải tỏa được tất cả những cái căng thẳng rồi là những cái gì chất chứa ở trong lòng, khá là hiển nhiên đúng không? People who quickly bounce back from stress often speed the process by harnessing such emotions as amusement, interest, excitement, and happiness, she says. Những người mà rất là nhanh chóng trong cái việc có thể quay trở lại khỏi cái trạng thái thoát khỏi cái trạng thái áp lực ấy thì thường gia tăng cái quá trình bằng cái việc đó là chế ngự những cảm xúc như kiểu là thích thú, vui thú, uh, hưng phấn rồi là hạnh phúc. Bài nói như thế. Đấy tức là họ thường kiểm soát những cái cảm xúc đấy. Họ họ nghĩ đến những thứ gì vui vẻ chẳng hạn đi. Đúng không? Thì bounce back nha. Bounce đó là cái từ nảy. Ấy. Nếu mà chúng ta có thể bounce back tức là chúng ta có thể kiểu như quay trở về cái trạng thái khi mà nó thông thường trước đó. Đấy, khi mà bây giờ đi mình tiêu cực đi xong rồi tự nhiên mình bounce back thì tức là mình có thể quay trở lại được. Yeah, mình giải tỏa, mình, mình 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 buông cái sự tiêu cực đó đi, bounce back. Đấy, khá là tượng hình nha, cứ nghĩ đến cái quả bóng đẩy đấy. Rồi, ok. Mà các bạn biết là cái từ rebound đúng không? Rebound đấy, Khi mà mình vừa mới chia tay ai đó Thì tự nhiên đi gặp rất là nhiều Các cái cô gái Xong rồi là hẹn hò Xong rồi là trap boy các kiểu Thì đấy tất cả những thứ đấy nó gọi là Rebound của mình đúng không Cái cái cái, cái động từ ấy, Rebound Còn nếu mà danh từ nó là Rebound Đó Rebound ừ. Rồi nha ờ, Tiếp theo này Speed nó dùng ở dạng động từ đấy Bởi vì đằng trước của nó sẽ là có Who Đúng không? Xong rồi có people làm chủ ngữ Đấy, thế cho nên đây là động từ này Tức là gia tăng tốc độ của cái quá trình Bằng cái việc harness Harness tức là chế ngự nha Chế ngự Nó khá là có một cái sự liên quan Tới cái yên cương của con ngựa ấy Và nếu như mà bây giờ nó dùng cái từ horn... À không phải yên cương, dây cương Cái từ harness nó sẽ chính là Cái dây cương mà thường nó kiểu Nó đeo vào cái mõm của con ngựa ấy Và nếu mà chúng ta ẩn dụ ra Thì ý của nó có là chế ngự chế ngự một thứ gì đó. Nha, honors chính là dây cương nhá. Nhá, dây cương nhá. Đấy và nếu mà ẩn dụ ra thì đó là chế ngự những cái cảm xúc này, ví dụ như kiểu là amusement, tức là sự thích thú, interest tức là sự kiểu như là cảm thấy uh, uh, có hứng đúng không? Excitement hưng phấn rồi happiness. Honors bằng utilize. Không hẳn đâu. Utilize một thứ gì đó tức là kiểu mình sử dụng cái nó, sử dụng thứ đấy một cách nó effectively, tức là dùng nó đến một cái mức độ tối đa hiệu quả. Còn harness nha, nó coi là kiểu như mình mình ép cái đấy dưới quyền kiểm soát của mình để mà mình có thể thực hiện mục đích sử dụng từ nó, thì đấy gọi là harness, được chưa? Ok, à, đây này, mình muốn nhấn mạnh vào cái này cho mọi người. Đây, đây là cái cách dùng nâng cao và rất là học thuật trang trọng của cái từ success. Cách dùng nâng cao và học thuật nhá, trang trọng nữa của từ success. Nó sẽ không phải là success cộng danh từ mà nó sẽ là such cộng danh từ chính cộng với as rồi là đằng sau nó sẽ là những cái ví dụ. Đấy chưa? Thì đấy gọi là such cộng danh từ cộng as xong rồi các cái tình huống đi kèm. Such cộng với lại danh từ nhưng mà cái danh từ này này nó phải là cái danh từ ô nhá. Umbrella ấy, Danh từ kiểu như là nhóm ấy, danh từ nhóm ấy Đấy, sau đó nó cộng với as, rồi nó cộng với các cái danh từ đi kèm Và đây, danh từ này nó gọi là specific Đấy, cách dùng nâng cao từ suggest đó à, Ok, ví dụ nha Chính phủ nên ban hành những chính sách như là Đây, thì chúng ta có such policies as Đấy, cầm hút thuốc, xong rồi là, 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 là um, Phương tiện công cộng gì gì đấy, đấy. Okay. cách dùng rất là nâng cao nhé chứ còn bình thường thì các bạn dùng sắc trà xong rồi đưa danh từ Specific vào thì ok nhưng mà đây là nó có danh từ chỉ nhóm nhé rồi tiếp theo này to test to test her theory thì ông Frederick her à? tên đàn ông sao lại her nhỉ Fredrickson. đấy nha, to test này her theory thì uh, Fredrickson a group of students volunteers that they had only a few minutes to prepare a speech that would be critique, uh, critiqued by experts no, critiqued từ từ, critiqued by experts ok, nào để mà kiểm chứng cái uh, lý thuyết của cô ấy thì cô Fredrickson cô ấy, đã nh... cô ấy đã nói với một cái nhóm học sinh tình nguyện rằng họ chỉ có một vài phút để mà chuẩn bị cho một cái bài nói mà nó sẽ được ờ uh, đánh giá phê bình bởi chuyên gia. Đấy. Thì chúng ta có này, volunteers nó được bổ nghĩa bởi một từ student. Tức là nó nói đến đặc tính về cái cái cái, cái vai trò của volunteer ở đây là những ai. Đó. Và khi mà các bạn dùng danh từ bổ nghĩa cho một danh từ khác thì bản thân cái danh từ đấy nó sẽ ở dạng không không đếm được. À, từ từ nó ở dạng kiểu như là không phải là dạng số nhiều ấy đấy để mà nó bổ nghĩa cho một cái danh từ đằng sau nha ví dụ chúng ta có là cái ở đây nó có thể là uh... gì được nhỉ nó có thể đây là ví dụ như thế này đi nào chúng ta có core này supply này đấy thì có phải là cái từ core nó bổ nghĩa về mặt danh từ cho cái supply danh từ đằng sau và nó sẽ không bao giờ nó ở dạng plural plural là sai nhá ví dụ cars như thế này là sai đấy mà nó phải là car đúng không bởi vì là nó đang là đại diện cho cả cái tập hợp tất cả những cái ô tô thế cho nên nó sẽ là car supplies tương tự như thế student volunteers ở đây này right. đấy, ngữ pháp của nó là như thế kể cả bây giờ chúng ta bảo là car producer đúng không tức là cái người uh, sản xuất xe cái đối tượng sản xuất xe thì nó cũng thế danh từ nó sẽ không ở cái dạng plural ở đây được rồi uh, các bạn biết cái từ đó là từ critic đúng không chính là người uh, phê bình thì đây có thể thấy là rằng đó chính là cái động từ gốc của nó nhá critics chính là nhà phê bình đúng không và đây là kiểu cri critic à, cái cái chữ que ấy nào thường khi mà chữ que mà các bạn nhìn thấy đúng không thì nó sẽ có phát âm k nhá nó sẽ là chữ k kết thúc của nó và vì vậy cho nên cái âm này này nó là âm t đúng không à, would be Critic từ từ critic, à, có thể là đọc như thế nhé. Rồi bởi vì ít khi mà mình dùng cái từ này lắm, đúng không? Có chăng là mấy cái từ như kiểu là boutique thì nó sẽ khá là phổ biến. Cửa hàng bán đồ sang chảnh đúng không? Boutique. Rồi after này, letting the students get nervous about that, Fredrickson then told them they wouldn't actually have to deliver their speeches. Sau khi mà để những học sinh Uh, cảm thấy vô cùng là lo lắng bồn chồn về cái điều đó thì cái cô Fredrickson cô ấy nói với họ là họ không thực tế ra cần phải uh, thực hiện những cái bài nói đó đấy tức là nó giao cho các học sinh tình nguyện nhá phải nó gọi là kiểu như làm sao nhỉ speak uh, on their feet đấy hay là act on their feet nói chung là cứ cái gì on their feet thì tức là nó làm một cách ngẫu hứng các bạn ạ đó cứ cái gì on their on their feet nhá yeah, thì tức là nó làm một cách ngẫu hứng đấy chưa yeah. thì đấy ví dụ chúng ta bảo speak on their feet thì nó coi là kiểu như là nói một cách ngẫu hứng thôi còn act như thế này tức là hành động đúng không on their feet right rồi spontaneously đấy, yeah. Spontane, uh, đúng không? All right. Ừ, rồi mấy từ đó. Ok, và tiếp theo này, không phải deliver cái đấy, tức là không cần phải thực hiện đúng không? Xong rồi là um, truyền tải cái bài nói đó cho người khác, không phải nói thôi. She monitored heart rate and blood pressure. Cô ấy quan sát theo dõi cái nhịp tim của họ cũng như là cái nhịp huyết áp của họ. Bởi vì đây là áp lực máu thì chúng ta gọi là huyết áp mà. Monitor thì đó là danh từ bình thường, đó là màn hình. Nhưng đây nó dùng ở dạng động từ nha thì monitor nó trở thành đó là quan sát theo dõi right. rồi ok critic all right. âm ca mà chữ que cứ chữ que là âm ca nhá các bạn có thể hiểu vậy not surprisingly all students got nervous about their speeches but those who viewed the experiment with good humored excitement saw their heart rates return to normal much more quickly đây chúng ta cứ tạm dừng ở đây đã không có đáng ngạc nhiên gì. Thì tất cả những học sinh đều cảm thấy lo lắng bồn chồn về cái bài nói của họ. Nhưng mà những người mà nhìn nhận cái thí nghiệm này với một cái sự hưng phấn với một cái sự hưng hưng phấn um, <laughs> with good humor excitement sự hưng phấn mang tính pha trò cao, đúng không? Có thể hiểu như thế đi. Mang tính pha trò cao, thì nhìn thấy cái nhịp tim của mình, nhá, chứng kiến cái nhịp tim của mình quay trở về mức độ thông thường nhanh hơn rất là nhiều so với lại những người này, who were angry about being fooled, những người mà cảm thấy tức giận bởi vì là đã bị lừa gạt, những người mà kiểu cảm giác ơi chôn uh, chôn Việt Nam, đúng không? <laughs> Những người mà chôn chôn Việt Nam ấy thì uh, sẽ thấy rằng là đây nó chỉ bình thường thôi, xong rồi nhịp tim của họ quay về uh, thông thường nhanh hơn rất là nhiều với lại những người mà kiểu như cảm thấy nó nó bị xúc phạm lại kiểu thế. Ok. Good humor mà đúng không? Tức là kiểu nói đến những người mà vui tính Đấy xong excitement thì ý của nó là cái sự hưng phấn dựa trên yếu tố vui tính đã được uh, đem đến đúng không? Right. Ok, còn experiment nó còn là thí nghiệm thôi mà. Tất nhiên nha, là các bạn miêu tả một người good-humored ờ, ed vào, thì tức là người ta vui tính đấy yeah, funny đấy Ok Fool, ờ, bình thường ấy từ fool nó có là kiểu danh từ kẻ ngốc nhưng mà tất nhiên rồi, chúng ta có thể dùng nó dạng động từ tức là bị lừa bị biến cho trở thành một cái thằng ngốc Đã, In a second experiment uh, Ferguson reported that even those who normally were slow to bounce back could be coached to recover more quickly by being told to view the experiment as a challenge rather than a threat. Kể cả trong từ từ trong một cái thí nghiệm thứ hai thì cái cô tâm lý Fredrickson cô ấy báo cáo lại rằng kể cả những người mà thông thường sẽ rất là chậm để mà có thể quay trở lại từ một cái trạng thái kiểu um, lo lắng quay trở về bình thường ấy thì đều có thể được huấn luyện để mà phục hồi nhanh hơn rất là nhiều qua cái việc là qua cái được qua cái việc là được khuyên bảo hãy nhìn nhận cái thí nghiệm này là một thử thách thay vì là một mối đe dọa đã binh thâu tức là kiểu được nói cho nhá được bảo cho là view tức là nhìn nhận đấy view something as something thì đấy lúc đấy chúng ta sẽ hiểu cái từ này nó là nhìn nhận đấy, nhìn nhận nó là một cái thử thách thay vì một cái threat Rather than thì nó bằng từ instead of, đúng không? Hai thứ nó bằng nhau. Đấy, thay vì cái này. Rồi. Right. Bounce back thì nó vẫn là kiểu như quay trở về rồi. Đấy. Coach. À, người huấn luyện viên nhé Nó dùng ở dạng, nó gọi là động từ thì tức là huấn luyện. Coach. Các bạn thấy là cái khó ấy, của IELTS thực ra nó không phải là nhiều từ mới. Nó không, không, không... Tức là nó vẫn có một cái góc độ từ nhất định. Nhưng mà nó hay có một cái trò đó là nó nó đa dạng về word form đấy mà các bạn yếu các bạn kiểu như trung bình ấy thì thường word form uh, không biết nhiều Đó, tức là một từ tiếng anh bạn ấy chỉ gọi là quy về một ý nghĩa tiếng việt thế cho nên khi mà nó dùng theo các cái loại từ khác thì các bạn ấy sẽ bị bối rối bởi vì ơ uh, uh, không không hiểu đâu cái loại từ của nó đang dùng như thế nào thế cho nên là mình mình kể cả mình có biết cái từ đấy nhưng mà nó dùng ở một cái word form khác mình vẫn không hiểu á thì cái bài IELTS nha, Nó thử thách rất là nhiều Về word forms như vậy Bởi vì đây là một cái Nét ngôn ngữ nâng cao đấy Advanced à, Word formation đó Được chưa Thì lúc đấy các bạn phải hiểu Rằng là một từ Nó sẽ được sử dụng theo Rất nhiều loại khác nhau Tính Động Trạng Danh Dùng hết à, Và lúc đấy nếu mà các bạn không gọi là Giỏi ngữ pháp nha, Thì nhìn nó không ra được đâu Đúng không Right Fredrickson này believes that positive emotions make people more flexible and creative. Ờ, cái bà Fredrickson bà ấy tin rằng là những cảm xúc tiêu cực à, tích cực những cảm xúc tích cực thì khiến cho người ta linh hoạt hơn và sáng tạo hơn. Uh, tips nâng ban speaking mà không cần từ vựng khủng á. Em phải tập trung vào cái pronunciation với lại fluency nha yeah, chứ còn từ vựng bây giờ ấy, em phải hiểu là nó nó chẳng quan trọng đâu. Nó cái quan trọng hơn đó là fluency với lại là pronunciation. Đấy. Nó quan trọng hơn ấy, bởi vì nha bây giờ này người ta sẽ có một cái nó gọi là gì nhỉ? Uh, under the impression that you are good also in vocabulary if you can speak something fluently, right? Tức là nếu mà em nói trôi chảy thôi là mặc định người ta cũng nghĩ rằng là cái lượng vocab của em ấy nó phải lớn để mà nó có thể đáp ứng được cái fluency đó. Đấy, thì kể cả em dùng từ vựng đơn giản nhưng mà sẽ có lúc ấy, em cứ ưu tiên cái fluency vào thì nó sẽ nhả ra được những cái chữ mà nó nâng cao thôi. Em không cần là kiểu câu nào cũng phải có chữ nâng cao, nhưng mà xuyên suốt cái buổi thi đấy, em duy trì được fluency và sẽ có những cái lúc ấy giám khảo nó sẽ có cơ sở để mà nó nó nó, nó hỏi em những thứ khó, bắt buộc em phải bật ra được cái vocab. nhưng mà đừng có nghĩ đến vocab đừng có nghĩ, đừng có nghĩ nhiều đến vocab, hãy nghĩ đến fluency á. Yeah. Right. Negative emotions, she says, uh, give a heightened sense of detail that makes us hypersensitive to to minute, minute clues, that minute clues related to the source of the, the source of a, a threat. léo cả lưỡi luôn nhìn mấy cái từ, chúng ta có này những cảm xúc tiêu cực bài nói rằng thì cho chúng ta một cái một cái sự một cái cảm giác nhận thức được nâng cao về chi tiết mà khiến cho chúng ta nhạy cảm hơn uh, khiến cho chúng ta nhạy cảm cực độ với những cái manh mối dù là nhỏ nhất uh, có liên quan tới cái nguồn của sự rủi ro đó, cái nguồn của sự rủi ro có một số những cụm từ ấy mà dịch ra rất là khó nhé chúng ta có heightened sense of detail sense of detail thì tức là cái cái sự nhận thức về từng chi tiết một kiểu chúng ta để ý đến từng chi tiết ấy, mà cái sense đấy nhá bây giờ nó đã được heightened tức là là kiểu nó được gia tăng lên á bình thường ví dụ đi um, chúng ta sẽ không có để ý đến ví như kiểu là một cái vết bẩn đâu nhưng mà bây giờ trong cái sự đe dọa chúng ta sẽ nghĩ rằng à vết bẩn này có thể là kẻ sát nhân để lại đấy, xong rồi đang có ý muốn đe dọa chúng ta được chưa thì đấy là gọi là sense of detail mà nó hai lên đúng không hyper sensitive tức là kiểu như nhạy cảm quá mức nhé minute clues đây là một cụm danh từ đã bảo rồi cái thằng IELTS nó chỉ có một cái trò đó là nó dùng các cái formation khác thôi. Bình thường các bạn sẽ nghĩ là minute là phút nhé. Nhưng mà nó đang là tính từ. Minute nó ở tính từ thì nó trở thành đó là những thứ gì mà small and detailed. Đó, tức là nó nhỏ và kiểu như nó tiểu tiết. Thì đấy gọi là minute. Đấy và clue tức là cái danh từ đằng sau tức là manh mối đúng không? Những cái manh mối dù là nhỏ nhất. Đấy. Rồi, minute. Ok, thường nó có thể đi từ detail luôn nhá. Minute details. Right. But that also produces này, tunnel vision in which we ignore anything unrelated to the danger. Nhưng cái điều đó nó cũng sẽ sản xuất ra được cái tunnel vision, tức là cái tầm nhìn đường ống. À, mà theo đó chúng ta sẽ làm ngơ bất cứ thứ gì không có liên quan đến cái sự nguy hiểm. Tunnel ấy, tức là cái ống hoặc là cái đường hầm. Thế thì bây giờ vision nha, tức là kiểu như các bạn chỉ có nhìn vào một một góc thôi, không có quan tâm tất cả những thứ gì bên ngoài cái thăn nổ đó. Đấy thì nó gọi là tunnel vision. Đôi khi cái này nha, nó có thể được coi như là một cái double edged sword, tức là một cái con dao hai lưỡi đúng không? À, thứ nhất là nó có thể kiểu như là tập trung toàn phần vào một thứ gì đó. Thứ hai tức là kiểu đôi khi nó bị quá là để ý đến cái thứ đấy, nó không quan tâm đến những cái ngoại cảnh xung quanh. Thì đấy gọi là tunnel vision. Thế thôi, được chưa? Ok còn in which như thế này thì tức là cái gọi là đảo trợ từ lên à, à sorry đảo Đảo ấy, cái gì nhỉ tự nhiên mình quên mất cái chức năng của thằng này Nói chung là nó sẽ gọi là bên trong cái đó Tức là bên trong cái này này Thì chúng ta làm sao Chúng ta làm ngơ bất cứ thứ gì đúng không Mà không có liên quan đến cái nguồn nguy hiểm Đấy, cái, cái bà Fredrickson speculated that Just as positive Um, emotions can undo the cardiovascular effects of negative ones They may also reverse the attention-narrowing effects of negative feelings Cái bà um, tâm lý học bái phỏng đoán rằng Cũng giống như là cái việc mà những cảm xúc tích cực Có thể hóa giải những cái hiệu ứng về tim mạch Gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực Thì những cảm xúc tích cực cũng có thể đảo ngược được những cái hiệu ứng Thu hẹp sự chú ý uh, Được gây ra bởi những cái cảm giác uh, tiêu cực Ok, những cảm xúc tiêu cực Đây, có thể hiểu như thế này ấy. Nó vừa cái này và nó vừa cái kia Not only but also Thế tôi đọc cái câu là chúng ta phải rút ra luôn đúng không? Nó not only cái này Đấy, mà nó but also cái này Không những là 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 về tim Mà nó còn về gọi là sự chú ý Để ý đến cái ngoại cảnh xung quanh Đấy, not only cái này mà còn cái kia. Reverse tức là đảo ngược nha, cũng khá là giống từ undo ở đây đúng không? Quay trở lại cái trạng, trạng thái trước đó. Ừ. rồi tiếp theo uh, attention narrowing, narrow tức là thu hẹp. Rồi, và đây sự thú, sự chú ý. Ok. Không biết à không phải. Nó phải là narrow mới chuẩn cơ đúng không? Ví dụ như bây giờ ấy, giả sử như chúng ta bảo là attention shortening đúng không? effects. Thì nó có là kiểu các cái hiệu ứng mà nó khiến cho cái sự chú ý của chúng ta, cái sự tập trung của chúng ta nó bị giảm thiểu đi. Đấy. Uh, thay cái verb in vào thì nó sẽ trở thành một cái tính từ ghép khác thôi. Hai chấm này, broadening or perspectives. Sao hai chấm ở đây nhỉ? À, nó hai chấm để mà nó giải thích rằng là uh, reverse như thế nào. Nhá, nó hai chấm ở đây để mà nó giải thích rằng là cái việc reverse tức là nó sẽ mở rộng cái tầm nhìn của chúng ta ra perspective nó có thể hiểu là góc nhìn nha góc nhìn Đấy, góc nhìn của chúng ta ra broaden nó tức là kiểu như broad làm cho nó broad n thì tức là cái đuôi thường nó đi với động từ đúng không thì lúc lúc đó nó sẽ trở thành à thường nó đi tính từ để mà nó trở thành động từ như kiểu là cái từ shorten như thế này này Đấy. rồi vậy muốn nâng ban writing có cần nhiều từ vựng như speaking không Sẽ lại... từ vựng nó không quan trọng kể cả trong speaking cũng như là writing Nhá, mà nó quan trọng là ví dụ writing ở đây này là cái, cái ý của em nó trả lời câu hỏi đề bài như thế nào Đó, nếu mà cái ý đấy bây giờ mà nó sâu xong rồi là nó có những cái góc độ uh, kiểu như là 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 nó xử lý kể cả những cái câu hỏi nhỏ nhất của đề bài ấy thì lúc đấy bắt buộc là em sẽ phải đưa ra những từ vựng nó có liên quan đề bài mà bây giờ từ vựng trong writing là nó tập trung vào các cái topic related vocabularies rất là nhiều chứ còn mấy cái từ mà nó kiểu mang tính chất là dâu ria xong rồi template nó chỉ là thủ tục thôi chứ còn cái điểm cao ấy về từ vựng ấy là nó đến từ từ liên quan chủ đề đấy Đấy, bản chất của nó là như thế Vì thế cho nên cứ tập trung vào cái lý luận Cũng như là cái giải quyết yêu cầu đề bài Được chưa? Đoạn E này To verify her theory Thì Fredrickson showed a, a group of students Some film clips Some saw frightening clips Some saw humorous ones Or peaceful ones Ok, rồi mình vừa mới đúng là verify này cái 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 livestream này để mà kiểm chứng. Ờ uh, không. Để mà xác nhận cái học thuyết của cô ấy thì cô Fredrickson đã cho một nhóm học sinh xem một số những cái đoạn đoạn phim, Đó, một số những đoạn phim nha, yeah, chúng ta có clips ở đây tức là cái phần cắt ra. Clips thực ra nó là phần cắt đấy, nó không phải là kiểu như một cái đoạn hoàn chỉnh đâu. Nha, yeah, clip bởi vì bản thân cái động từ clip nó có là kiểu tỉa cắt cắt móng tay thì nó gọi là clipper cái bấm cắt móng tay ấy thế cho nên clip ở đây chính là danh từ để mà ám chỉ một đoạn nhá được cắt ra đấy rồi tiếp theo một số học sinh thì nhìn xem những cái clip mà nó đáng sợ một số người thì xem những clip mà nó nó humorous tức là nó nó, nó, vui tính đúng không nó 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 hài hước rồi là một số người khác thì xem những cái clip mà nó gọi là healing chữa lành Đấy, peaceful, ok cần verify nha tức là kiểu như mình sẽ phải kiểm chứng một thứ gì. Then they did a matching test uh, in which they were shown a simple drawing and asked which of the which of two other drawings it most resembled. Sau đó thì những học sinh này sẽ phải làm một cái bài kiểm tra đối chiếu. Đấy mà trong đó họ được họ được cho nhìn thấy uh, một cái bức vẽ đơn giản và sau đó thì được hỏi, được yêu cầu uh, xem là bức nào trong số hai bức tranh khác nó giống so với lại cái bức tranh ban đầu nhất hơi khó hiểu đúng không? Đấy tức là thế này nha, cái thí, cái thí nghiệm của cái bà đấy sau đấy xem clip rồi, xong rồi bây giờ sẽ phải gọi là chọn tranh, tranh đơn giản nhìn đầu tiên và sau đó thì sẽ nhìn thấy hai bức tranh khác, xong rồi phải đối chiếu chọn ra những thứ mà nó giống nhau. Đấy, nó giống so với cái tranh ban đầu Ok chúng ta có drawings Ở đây chính là các cái bức vẽ Rồi resemble tức là giống đúng không Đấy, Giống, look like Hai thứ nó giống nhau Còn matching test ý của nó là một cái bài kiểm tra Để mà khớp hai thứ lại với nhau Ok rồi tiếp theo này The drawings were designed so that Were designed so that People would tend to give one answer If they focused on details And another answer if they focused on big on the big picture. Những bức vẽ ở đây thì được thiết kế để mà à, chúng ta nói cái cấu trúc so that nhé, nó sẽ khác với từ so ở chỗ đó là nó nói đến mục đích so that cộng với mệnh đề đằng sau ấy để mà nhấn mạnh vào mục đích của nó để mà mọi người sẽ sẽ thường có xu hướng đó là đưa ra một cái câu trả lời duy nhất nếu như mà họ tập trung vào tiểu tiết và sẽ đưa ra một cái câu trả lời khác nếu như họ tập trung vào cái bức tranh toàn cảnh tức là cái ý nghĩa chung chung của nó đấy the big picture ok uh, hết chưa detail cái này không khó đúng không câu này không khó the results confirm frederick's Frederick suspicion that positive emotions affect our um, perceptions những cái kết quả thì đã xác nhận rằng từ từ đã xác nhận cái nghi ngờ của giáo sư frederickson rằng là những cảm xúc tích cực nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhận thức góc nhìn của chúng ta nó confirm cái gì ấy, thì tức là kiểu như nó xác thực, nó xác nhận cái đấy suspicion, tức là doubt à, tức là nghi ngờ, đúng không, hoài nghi ấy. effect tức là ảnh hưởng nó sẽ khác với là effect Nga? effect thì đó là hiệu ứng đúng không, xong rồi là effect một thứ gì đó thì tức là nó đòi hỏi đến cái đấy thì phải từ từ effect một thứ gì đó đây là effect nha, còn effect một thứ gì đó thì tức là kiểu như từ 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 Hai thứ hình như là nó tạo ra sự liên kết với nhau hay là kiểu như nó đòi hỏi rằng là cần phải có cái thứ đằng sau ấy. Lâu mình không dùng cái từ đấy, rất là lâu rồi nha, nhưng mà tự nhiên nhớ đến. đôi khi quên mất phải tra lại. Đấy đây. à đâu đâu đâu. Đây này, cause it to happen. Effect something tức là cause something to happen. Đó. đây này. Nào trying they are trying to effect a change tức là cố gắng đòi hỏi um, tạo không không khiến cho nó có đủ điều kiện để mà cái change đằng sau nó có được đó effect a change in the way that we think about our environment đây nhá nó không phải cái cách hiểu của mình ấy tức là nó đòi hỏi rằng là cái đằng sau sẽ cần phải có đấy cái cái văn cảnh của nó để sử dụng cái từ effect ở dạng động từ ấy cố gắng để mà tạo điều kiện đúng không xong rồi là khiến cho cái đằng sau nó xuất hiện thì đấy nó gọi effect ở dạng động từ đấy, nhưng mà từ đấy khó dùng lắm nó kém chọn văn cảnh phân biệt bằng loại từ ấy mày bảo rằng là cái cái cái, cái um, giới hạn để mà các bạn có thể bứt phá lên được uh, từ những cái mức điểm trung bình lên khá và giỏi ấy đó là loại từ Loại từ nhé, loại từ thì nó đến từ cấu trúc ngữ pháp Đấy Ok, đây, affect đó là động từ này perceptions đó là cái nhận thức của chúng ta Đã, Bởi vì perceive thì đó là cái động từ nha, còn đây là danh từ perception Perceive tức là cái cách nhìn nhận ấy, cái việc mà mình nhìn nhận một thứ gì đó Thì đây là danh từ của nó Students who have seen the, um, the humorous or peaceful clips were more likely to match objects according to broad impressions. Những học sinh, những người mà đã nhìn thấy những clip mà nó yên bình cũng như là vui tính thì có khả năng cao hơn trong cái việc đó là kết nối những cái đồ vật. Kết nối trùng khớp những cái đồ vật theo như ấn tượng chung. Nha, theo như ấn tượng chung bởi vì broad coi là những thứ gì mà nó lớn nó rộng và impressions đó là cái sự ấn tượng thôi chúng ta gọi đó là ấn tượng chung chung À, tức là kiểu như cái cái góc nhìn lớn đấy, để chúng ta có thể hiểu như vậy. Google uh, more likely tức là có khả năng hơn đúng không? Chứ còn uh, objects thì đó ý của nó là đồ vật. Match nó dùng ở dạng gọi là động từ ấy, ý của nó là khớp những cái đồ vật với nhau. This fits uh, with the role that positive emotions might have played in early human tribe, uh, Ferguson says. Cái điều này thì nó trùng khớp, nó phù hợp với lại cái vai trò mà những cảm xúc tích cực có thể đã có được, có thể đã đóng được trong những cái giai đoạn um, bộ lạc con người thủa ban đầu. Đấy, cái bà Fredrickson bà ấy nói. Đó, chúng ta fit, ý của nó là động từ đây. Vậy ý của nó có là bằng cái từ suit, nó bằng cái từ gì nhỉ? Match. Nó, nó giống y xì là cái từ ở phía bên trên đây này, này. Đấy, nhưng mà chẳng qua là nó, nó paraphrase đi đúng không? Nó thay đổi đi thôi. Chứ còn bản chất của nó là động từ đấy. Rồi. The role thì chắc chắn rồi. Collocation của nó là play và might have played có thể đã đóng vai trò. Nha. Yeah. Rồi tribes ý của nó là các cái bộ lạc và nếu mà human tribes thì ý của nó là cái cuộc sống bộ lạc nha yeah. của con người đúng không? Còn early tức là cái thủa ban đầu từ sớm giai đoạn trước đây. Kiểu effect bằng facilitate em không thể coi là hai thứ nó bằng nhau được. Đấy. Đây nếu mà effect danh từ của nó là hiệu ứng. Thế thì bây giờ effect dùng ở động từ thì cố gắng kích hoạt hiệu ứng. Đấy, tạo một cái thứ, tạo một cái môi trường để mà cái thứ đằng sau ấy, hiệu ứng của nó có thể được phát ra thì đấy là effect ở dạng động từ. Đấy, cố... Ví dụ nhá, chính phủ đang có một cái policy đúng không? Nhưng mà vẫn là đang gọi là 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 là, là in under consideration thôi. Đấy và lúc này chính phủ đang muốn effect nó thì tức là đang muốn đưa nó vào sử dụng, đưa nó vào thực tế, đưa nó vào kiểu như là 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 đây này, khiến cho nó take effect. À đúng rồi đấy. Take effect nha, một thứ gì mà nó take effect thì tức là nó được kích hoạt. Đúng không? Và nếu như mà bây giờ mình dùng cái từ effect ở dạng động tư thì tức là làm cho nó có thể take effect. Thế thôi. Đấy. <laughs> ok chưa? Yeah. Rồi. Now, negative emotions provided focus này, which was important uh, for surviving in life or death situations. Các bạn thấy là mình có một cái quan niệm như thế này. Trong tiếng Anh, chả có từ nào bằng từ nào. Mình có một cái quan niệm như thế, chả có từ nào bằng từ nào. Bởi vì sẽ luôn luôn có một cái hint nó cực kỳ là nhỏ, nhá? cái nuance của nó cực kỳ là nhỏ để mà nó phân định sự khác biệt giữa hai từ đấy đấy thế thôi chứ còn nếu mà bây giờ nhá mình dùng những từ này mà nó bằng từ kia thì không thể nào mà mà có những cái ngữ cảnh chỉ có từ này dùng được mà từ kia không dùng được đó, thế cho nên là đừng có bao giờ quan niệm rằng là từ này bằng từ kia mà mình sẽ luôn luôn tích lũy những cái ví dụ bản xứ đi kèm với lại từ vựng đó và mình chỉ có dùng theo đúng cái cấu trúc của cái ví dụ đấy thôi mình không có thay đổi nó đi đó thì đấy là cái cách học từ đấy Uh, các bạn cứ đọc cái ví dụ của nó thật là kỹ sau đấy chỉ có bắt trước theo cái ví dụ này thôi không có cố gắng thay đổi bất cứ một cái hình thái gì của nó muốn có được sự đa dạng gì thì đi đọc thêm nhiều ví dụ vào thế thôi vứt cái từ effect này lên trên báo trên trên uh, google xong rồi tìm mục tin tức ấy. cứ thế đọc tất cả những ví dụ cái câu mà người ta viết sau đó bắt trước lại thì lúc đấy là cái cách học từ mà nó chuẩn nhé ra chứ không phải là bây giờ mình nghĩ bằng tiếng Việt xong rồi mình chuyển sang tiếng Anh đâu các bạn ạ, à? không phải như thế. OK này, ờ, những cảm xúc tiêu cực thì nó đem lại cho chúng ta sự tập trung và đó là cái điều quan trọng dành cho cái việc sống còn trong những tình huống um, một là sống hay là chết, life or death ý của nó có là kiểu như hoặc là sống hoặc là chết, những tình huống như thế. OK surviving đúng không, tức là sống, sinh sống thôi, sống còn thôi đúng rồi đấy bởi vì uh, các bạn thấy là cái gì nhỉ? Vì sao con người lại đứng thẳng? đó vì sao con người lại đứng thẳng? Bởi vì cái cái kiểu tiến hóa từ vượn ban đầu là bò nhưng mà nó phải gọi là có cái trạng thái đứng bằng hai chân để mà nó có thể nhìn được xa hơn và nó có thể quan sát được các cái uh, không gian xung quanh để mà nó cảnh giác đấy, thế cho nên đây, đúng không? cảm giác uh, tiêu cực này nó dẫn đến cái sự sống còn của con người đó, có thể giúp cho con người tiến hóa trở thành người ngày nay đó. Nhưng uh, but the but the ability to feel positive emotions was of long-term value because it opened the mind to new ideas. Nhưng mà cái khả năng để mà cảm giác được những cái để mà có được những cái cảm giác uh, cảm xúc uh, tích cực thì nó đem lại giá trị lâu dài nó có giá trị lâu dài bởi vì nó mở cửa trí óc của chúng ta tới những cái ý tưởng mới. Đấy. Cấu trúc này là gì? Nào, khi mà các bạn muốn nhấn mạnh nó và muốn sử dụng cái 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 diễn đạt ở một cái mức trang trọng nhé, thì chúng ta có một cái cấu trúc đó là of này cộng với danh từ, of cộng danh từ, thì tức là bản chất của nó bằng với lại cái tính từ tương ứng. Thế thôi. Ví dụ như of importance đi động từ to be nhé, đó động từ to be đằng trước thì lúc này nó là bằng với từ be xong rồi important đấy nó có thể coi như là bằng nhau nhưng mà có điều là cái này là cấu trúc trang trọng hơn đúng không nó dùng trong những cái ngữ cảnh học thuật nhà có thể dùng trong bài viết rất là ok và đây là of value này thì tức là có giá trị long term tức là giá trị lâu dài thôi mở cửa tâm trí của chúng ta tới những cái ý tưởng mới humor is a good uh, is a good example of this she says Uh, the emotions are transient, but the resources are durable. nào, cái sự hài hước đó là một cái ví dụ rất là điển hình của cái điều này. Bài nói vậy, bài nói rằng những cảm xúc thì nó đều có hồn của nó, nhưng mà những cái nguồn lợi để mà dẫn đến những cảm xúc đó thì nó lại có giới hạn. Để, 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 không không không, durable tức là kiểu nó có nó có tính duy trì khó dịch câu này này. Transient tức là kiểu như bây giờ nhé Nó có chi giác. Đấy, transient à, tức là nó có chi giác. Hơi 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 khó hiểu cái này này. À, ví dụ nhé chúng ta nói đến kiểu như uh, transient. Cái cây này nó transient, tức là à bên trong nó có sự sống. Nó nó có kiểu như là cái, cái 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 dòng chảy ở trong đó thì đấy nó gọi là transient rồi nhưng mà cái resources tức là cái cái nguồn lợi đúng không cái nguồn lợi đây là nguồn lợi gì nhỉ resources cái nguồn lợi khả năng nhá là cái nguồn lợi để mà có thể tạo ra những cái cảm xúc đó đấy thì nó durable tức là kiểu như nó có tính trụ lâu nha nó có thể kiểu như là kéo dài lâu khá là giống cái từ nó bền bền đấy bền chắc ok nhưng mà cái câu này của bà là như thế nào nhỉ? Khoan đã nhá, từ 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 từ. Bạn đang bảo rằng là cái từ transient có thể mình nhớ sai nhá. Có transient ở uh, ừ, không thể nào mà có chi giác được đúng không? Hình như mình nhớ mình nhớ nhầm thành một cái từ gì đó rồi. Đấy. Trong văn cảnh này đúng không? Ừ. Nhớ nhầm thành một cái từ gì đó. Nếu mà bảo là chi giác à, chi giác à. Ok. Hình như mình nhớ nhầm cái từ đấy đúng không? Ok thế thì mình mình chỉ mọi người một cái tip nhá, trong những trường hợp mà có thể là là chúng ta sẽ gọi là gặp một cái từ nó rất là khó trong phòng thi như thế này đúng không? Thì một cái câu nói, mình sẽ phải gọi là tự đặt cái câu hỏi với lại cái câu đấy là vì sao bây giờ nó đang có hai vế câu như thế này. Một bên thì nó là durable còn cái bên còn lại thì nó lại là một cái từ gì đấy nó rất là lạ Đâu, và thường nhé nếu mà có từ bất thì chắc chắn là hai cái về đấy nó phải có sự gọi là đối lập nhau tương phản nhau đúng không mà chỉ cần biết được một từ thì bây giờ kiểu gì cũng sẽ suy ra được cái từ còn lại bởi vì nó trái ngược mà đó thì đấy là cái tips thôi bởi vì hoàn toàn trong phòng thi có những lúc mà chúng ta sẽ có những từ cực kỳ là nâng cao mà mình sẽ không thể nào mà một là mình nhớ được hai là mình chưa biết từ đấy Đúng không? Thì lúc này nhà mình sẽ phải sử dụng cái context của câu để mà đoán của câu để đoán từ Đấy như vừa rồi ấy, mình đặt ra một cái câu hỏi ơ ừ, tại sao có chi giác xong bên này là bền chắc nhỉ? Chắc chắn là nó có một cái gì đó nó ngược rồi đúng không? Nó không có make sense. Đấy, not make sense. Thế thì mình sẽ phải gọi là suy luận xem là cái cấu trúc của nó này thứ nhất là bất này. Thứ hai là nó đang có một cái sự nó gọi là đưa ra ví dụ đúng không? Tương phản gì gì đó ở đây với từ bất và thậm chí nếu như mà chúng ta đọc cái phần đằng sau nhé mình vẫn có thể suy ra được cái từ này nó là gì. Đây, cái từ này nó là gì? Kể cả còn nhớ sai đi nữa đúng không? Nhưng mà nó không make sense. Nó không make sense thế cho nên mình phải đọc tiếp, mình dựa vào cái ngữ pháp này này. Đây để mà mình phân định cái từ đó. Chắc chắn là nó phải gọi là có một cái thứ gì đấy nó 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 nó, nó opposite đúng không? Too durable. Đấy thì chắc chắn là các bạn sẽ đoán được thôi đó ok nha rồi thì đấy là cái tip ở trong phòng thi đấy đó, cái tip này thì thường uh, dân chuyên nó sẽ dùng rất là ngon nó dùng tốt lắm bởi vì là cái khả năng đọc hiểu nó ok rồi đúng không nào if you build uh, if you build a friendship through being play, uh, through being playful that friendship is a lasting resource từ từ là cho cái câu này nếu mà mình đọc cả cái phần này giả sử cái từ transient mình không biết đi nếu như bạn xây dựng một cái tình một cái tình bạn này đâu xây dựng một cái tình bạn này qua cái việc đó là being playful tức là kiểu như là chúng ta đang có sự đùa giỡn xong rồi là chỉ có hướng đến sự vui vẻ vui chơi á thì cái tình bạn đó nó là một cái nguồn lợi mà nó sẽ kéo dài có tính trụ vững lâu nó ok, đấy nó sẽ gọi là đồng nghĩa thằng ở phía bên trên và đây vẫn là resource đúng không? vậy thì uh, vẫn có thể suy ra được nhá. nếu mà kiểu dựa vào văn cảnh ấy suy ra được mà. nào sâu so, uh, rồi, while the good feelings may pass À đây rồi, đấy, lại thêm một manh mối nữa nhá để mà các bạn có thể đoán được cái từ transient ở phía bên trên nhá. đấy cứ dựa vào cái đấy. nào thế cho nên trong khi những cái cảm xúc uh, vui vẻ tốt đẹp nó có thể sẽ trôi qua nhưng mà cái friendship thì nó remains. Tức là nó vẫn còn mãi. Đấy nhá, thì đấy mọi người thấy nhá. Là cái tip ở đây ấy, kể cả này, thực ra ở trên lớp những cái lớp như kiểu lớp cơ bản ấy, mình dạy tương đối nhiều kỹ thuật để mà một bạn từ vựng nó chỉ cần 4 này. Tức là nó chỉ cần một cái mức cực kỳ là là vừa phải nhưng mà đi thi vẫn có thể được 6 điểm. Đấy, bởi vì nó có nhiều kỹ thuật nhá ví dụ như là bây giờ cái kỹ thuật mà mình tập trung vào những khi của, của 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 câu ấy thì nó vẫn rút ra được ý nghĩa chính cơ đúng không? Xong rồi là à kể cả skimming ví dụ như thế này thì có phải là đây là một cái thành một cái thành phần mà nó chả có liên quan gì đến ý nghĩa chính của câu trong cái chủ ngữ động từ tân ngữ đấy ở trên itb các bạn ơi, các bạn có thể lên đó nhé tìm một cái clip uh, mình đã đăng đó là chứa những cái kỹ thuật uh, skimming mình đã dạy mình đã dạy tất nhiên là nó không phải là dạy hết. đây là kiểu public đúng không? Thế cho nên là nó phải lược đi một chút những cái ngón nghề nó 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 là, là, là hư truyền nhé, Nhưng nó đủ để cho các bạn có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian trong cái quá trình đọc bài. Bởi vì bởi vì các bạn phải hiểu là cái bài đọc thông thường ấy nó sẽ có 40% là bullshit vớ vẩn, không có liên quan gì đến câu hỏi. Và 60% còn lại là cái nội dung mà chúng ta sẽ cần để mà giải quyết câu hỏi, đúng không? Answer all the questions. Đấy. Thế thì nếu mà các bạn có skimming hay là các bạn biết được các cái kỹ thuật đấy, đấy thì các bạn các bạn ít nhiều các bạn loại bỏ được 40% bullshit này rất dễ nhé. Đấy, các bạn phải hiểu là cái cơ chế ra đề của nó sẽ có 40% là bullshit cực kỳ là ngớ ngẩn mấy cái thông tin vớ vẩn đó. không liên quan câu hỏi được. Yeah. Ok, thì trên ITB đã từng chia sẻ rồi nha. Ừ. Nào, um, on an individual level thì Fredrickson's Fed theory also says that taking time to do things that make you feel happy isn't simply self-indulgent. À, về một cái mặt cá nhân thì cái lý thuyết của Fredrickson cũng nói rằng dành thời gian ra để mà làm những thứ khiến bạn hạnh phúc không đơn thuần là cái việc đang um, gọi là đang 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 uh, tự nuông chiều bản thân à, ok chúng ta có từ indulge có nghĩa là kiểu như mình indulge có nghĩa là kiểu mình cho phép bản thân hay là ai đó loại bỏ hết tất cả những giới hạn thông thường đấy để mà có thể kiểu như trọn vẹn tận hưởng một thứ gì đó. đó thường nó đi từ self đúng không indulge yourself in something có thể là như thế đấy xong rồi là um, indulgent thì nó là trở thành tính từ thôi đấy xong rồi self indulgent nó là kiểu nuông chiều bản thân ấy. đây là tính từ nhé, miêu tả đặc điểm còn on an individual level on level tức là theo một cái mức độ đây là collocation của nó right. Được rồi uh, tiếp theo Now, not only are these emotions good for the individual, but they are also good for society. Không những là những cái cảm xúc này nó tốt cho cá nhân mà nó còn tốt cho xã hội nữa. The individual tại sao nó lại là the? Bởi vì khi mà nó dùng một danh từ à, à sorry. Đây nha, cái cơ chế của nó như thế này, từ the ấy nó có thể ám chỉ kiểu như tất cả những cái nhóm related to cái danh từ đó. The bear nó sẽ là tất cả những cái cộng đồng gấu rồi là tất cả những cái loại gấu trên đời này thì đấy gọi là the bear thế cho nên individual số nhiều ám chỉ ngẫu nhiên individual số nhiều ám chỉ ngẫu nhiên nó sẽ bằng v individual tức là một cá nhân đại diện cho tất cả các cái nhóm khác nhau về con người đấy, và đây nó gọi là kiểu cá nhân đấy nó gọi là cá nhân cũng giống như là the government ấy, nó sẽ bằng tất cả những cái government trên đời này và khi mà các bạn viết nó chỉ có hai cách thôi một đó là the government hai đó là government ở dạng số nhiều right. đấy nhá ví dụ các bạn bảo rằng là chính phủ nên ban hành những chính sách abc thì các bạn dùng the government đấy. thì tương 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 tự như thế đúng không đấy right. vì individual ở đây coi là cá nhân đấy. tất cả những cá nhân đấy và đồng thời nó tốt cho xã hội này other researchers are uh, intrigued by Fredrickson's findings Susan đấy nasers nào cái gì nhỉ những nhà nghiên cứu khác thì cũng cảm thấy vô cùng là tò mò và lôi cuốn bởi những phát hiện của bà fredrickson findings dạng danh từ đó là những phát hiện nhé intrigue bản thân từ này này nó là kết hợp nghĩa giữa hai từ đó là curious với lại là interested là curious đấy interested tức là cái sắc thái của nó ấy, nó không hoàn toàn bằng từ interested đâu đúng không? Nó không hoàn toàn bằng đâu mà nó có một cái cảm giác ở đây đó là kiểu như mình cũng thấy tò mò. Mình cũng thấy kiểu như là ờ ừ, nó lạ lạ đấy. Thì đấy gọi intrigue. Còn nếu mà interested thì nó chung chung lắm. Nó chỉ đơn giản là à hứng thú thôi. Đấy, có hứng thôi. Ở Susan này, Fogman này of the University of California has spent two decades studying how people cope with long-term stresses such as uh, bereavement. Or caring for a chronically ill child, à, cái bà Susan đã dành hai thập kỷ để mà nghiên cứu cái việc làm sao mọi người có thể đối phó với lại những cái áp lực ở thời gian dài, ví dụ như kiểu là sự mất mát người thân hoặc là phải uh, phải chăm sóc cho phải caring đúng không? phải chăm sóc cho một cái đứa trẻ bị bệnh mãn tính. Đấy, chúng ta có mấy cái từ như thế này rất hay nha. Nào cope with thì đó có là đối phó với một thứ gì đó giống deal with đúng không khá giống nhau stresses vì sao bình thường từ stress nó không đến được nhưng mà ở đây nó lại có es bởi vì bản thân của nó đang nói đến loại đấy loại ngữ pháp nhá một cái danh từ mà không đếm được tự nhiên nó thêm số nhiều vào thì tức là nó đang ám chỉ cái loại của nó đấy chưa nó ám chỉ cái loại của nó đấy các bạn ạ ví dụ nhá people bình thường đếm được không không đúng không Thêm S vào thì đó là những loại people, những loại người, những loại dân tộc Đấy, người Bắc, người Nam, người Kinh, người Tày, người uh, uh, Hờ Mông Đấy, thì nó trở thành đó là loại người Rồi, đồ ăn không đếm được Bây giờ thêm S vào thì nó trở thành những loại đồ ăn Đấy là cái kỹ năng ngữ pháp đấy nha Tức là nó ám chỉ loại, loại riêng biệt ấy. đấy Rồi, uh, bereavement Nào, bereavement thì nó coi là kiểu như bị lấy đi, bị tước đi bởi vì cái cấu trúc nguyên bản của nó ấy đó là be bereaved of something. Đúng không? Bị lấy đi cái gì ấy. Mà thường á cái lấy này này là nó phải lấy những thứ gì mà nó gọi là quan trọng với mình nhá. Thì đấy nó gọi là bereaved. À, ví dụ bị mất đi người thân ấy thì đấy nó dùng cái từ này này. Và đây là danh từ của nó, Nhá, sự mất mát người thân. Rồi tiếp theo chronically ill, uh, chronically ill. Ý của nó là bị ốm, bị bệnh mãn tính. Bởi vì Chronicle đúng không Chronicle thì nó là biên niên sử các bạn ạ Chronicle ví dụ nha Cái chuyện Kiều ấy thì nó gọi là The Chronicle of Kiều The Chronicle Chronicle à, Of Kiều Có thể thêm số nhiều và cũng được Ok uh, Of Kiều Biên niên sử đấy đúng không Thì đấy các bạn có thể gọi là Loosely translate chuyện Kiều của Nguyễn Du nhé Trở thành đó là The Chronicle of Kiều đó, thì đây là biên niên sử này. tức là chronically nó có phải là kiểu theo một cái quá trình nó kéo dài không? thì trong cái y khoa nó gọi là mãn tính, ấy. không dứt được. Yeah, OK. Contrary to what one may expect, she says, uh, these people frequently experience positive emotions. Trái ngược lại với cái điều mà người ta có thể sẽ kỳ vọng đến, bài nói rằng những người này thường xuyên trải qua những cảm xúc tích cực. tức là thế nào à tức là tức là những người mà kiểu cố gắng đối phó với lại những cái áp lực lâu dài đúng không thì thường xuyên trải nghiệm thường xuyên cảm thấy những cảm xúc tích cực à. Nó giải thích cho chúng ta nhé skill cũng vững vậy à skill cũng vững cũng cũng cũng, cũng gì ạ? À? à đúng chính xác Yeah, skill khi mà S thì nó nói đến những loại skills đấy các bạn biết các bạn biết là vì sao ấy, một cái kỹ năng ngôn ngữ thì cái skill của nó phải luôn luôn để ở dạng số nhiều không nói chung là ví dụ language skills nó không phải là một kỹ năng bởi vì là để mà học ngôn ngữ thì người ta phải phát âm người ta phải gọi là 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 là, là, là cái gì luyện nghe luyện nói đúng không thì vì vậy cho nên mặc định nó phải là số nhiều mặc định nó phải là ở dạng S đấy ở đây đang nói rằng là contrary to ý của nó có là kiểu đối lập lại và nó sẽ là một cái trạng ngữ đầu câu như thế này còn what mệnh đề danh ngữ đúng không thì nó sẽ là ám chỉ một cái danh từ thứ người ta có thể sẽ kỳ vọng đến à tức là đối lập lại nhá thì những người mà thường xuyên phải chăm sóc trẻ con ốm yếu rồi là bị mất mát thì người thân lại cảm thấy tích cực của thế um... Những người mà kiểu như vừa mất mát đi người thân Xong rồi là, là, là à, thường xuyên phải chăm sóc đứa trẻ à, ốm mãn tính lại cảm thấy tích cực à. Kỳ nhờ uh, These emotions aren't there by accident À tức là kiểu nó cố thế đúng không Những cảm xúc này không có ở đó Qua một cái sự ngẫu nhiên đâu Đấy là một sự ngẫu nhiên đâu By accident uh, Ý của nó có nghĩa kiểu như by chance Có thể được hiểu như thế nhé By chance Đấy, Sự ngẫu nhiên nó có Còn are there tức là có ở đó, đấy, rồi. She adds, Mother Nature doesn't work that way. I think that they give a person, they give a person time out uh, from these intense stress to restore their resources and keep going. Bài nói thêm rằng mẹ thiên nhiên không có hoạt động như thế đâu, không có kiểu vận hành như vậy đâu. Tôi nghĩ rằng they, uh, à ám chỉ đến kiểu như những cái đứng tối cao đúng không? vì vậy cho nên là dây ở đây vẫn được nha. bà trong văn nói ấy, thì cái này nó không nhất thiết là nó phải gọi là ám chỉ về uh, uh, referencing một cách hoàn toàn chính xác. đôi khi nó tùy theo cái ý suy nghĩ của từng người nha chứ không cần phải uốn nắn rằng là bây giờ mother nature thì nó phải là she không cần. nó thì ám chỉ dây này này. đó tức là kiểu gods những chúa trời ấy, đúng không? những cái đứng tối cao ấy Give a person time out uh, cho người ta thời gian để mà nghỉ um, thoát khỏi những cái áp lực cực độ này để mà có thể phục hồi những cái nguồn lợi của mình và có thể tiếp tục duy trì tiếp tục uh, tiến bước nhá yeah. keep going cái resources này này các bạn phải hiểu là nó không phải là nguồn lợi về tiền bạc nữa mà nó sẽ là những cái thứ tinh thần sức lực nó, nó vẫn gọi là resource bởi vì cứ là mang một cái mục đích gì đó nha uh, có tác dụng nha thì lúc đấy nó gọi là resource Đã, resource nó là như thế còn intense đó là những thứ gì nó căng nó ở một cái mức độ cao cực độ intense rồi this is very consistent uh, with fredrickson's work cái điều này thì nó vô cùng là nhất quán với lại cái công trình nghiên cứu của cái bà fredrickson tức là hai thứ nó khớp nhau nó match đấy chính là một cái cách paraphrase nó match đấy rồi hai từ nó mát nhau nhá đọc tiếp là hiểu anh ạ à, đọc tiếp là hiểu tức là thế nào à tức là Ừ à, đấy bao giờ cũng thế nhá các bạn cứ thấy rằng là nếu mà bây giờ ấy, mình đọc đến một cái phần nào đó mà nó vẫn trừu tượng nó vẫn chưa có hoàn toàn straight forward được ấy, thì cứ gọi là keep going đi cứ đọc tiếp một tí đi kiểu gì nó cũng sẽ gọi là cho chúng ta một cái góc nhìn mà nó rõ hơn cũng giống như ở phía bên trên kể cả là một từ mới hay là một cái từ mà kiểu như đầu mình nó tự nhiên trong phòng thi lúc đấy nó ngớ ngẩn nó quên mất ấy. bởi vì cái brain fart là hoàn toàn là xảy ra bất cứ lúc nào đúng không thì lúc đó mình cứ đọc tiếp đi kiểu gì nó chả gọi là có cái idea development và từ cái idea development đấy thì mình mới suy ra được rằng à nó có nghĩa là những thứ gì mà nó qua nhanh nó trôi nhanh nó không có bền nó phải là ngược lại phải từ durable đúng không vậy thì chắc chắn nó phải là một cái từ Short Term hoặc là Temporary rồi đúng không? Kỹ thuật của nó, Time Out Đây nhá, danh từ ấy thì Em xem bóng đá hay là em xem những cái môn khúc khôn cầu ở bên nước ngoài ấy. Thì khi mà hai đội đá với nhau Xong rồi tự nhiên ông, ông ông trọng tài, ông ấy vắt chéo hai cái tay này Ông ấy tuyết còi, thì đấy nó gọi là một cái Time Out Được không? Đấy, và ông hô lên đó là time out tức là giờ nghỉ hai người hai đội um, có thể gọi là ra ngoài đấy thì đây gọi là time out đấy và đây này easy nhau nha yeah. give a person time out tức là thời gian nghỉ cái này đó là ngôn ngữ ở trong um, thể thao đấy thể thao thậm chí nó còn gọi là hội ý cơ đấy ông um, huấn luyện viên ấy mà xin quay ra so với lại ông trọng tài xong bảo là I need some time out, có nghĩa là kiểu tôi cần hội ý nghỉ giữa giờ, xong rồi hai đội ra hội ý với nhau. OK nhá yeah. Thế thì chúng ta xem xem là cái để, đề... ơ ờ, bạn nào nhỉ, bạn nào yêu cầu cái bài này bảo rằng là đề bài nó bị sai á, hay là đề bài nó bị làm sao? nào xem thử cái đề bài của nó nhé. Alright, you may use a, um, any letter more than one. Có thể sử dụng a à, cái bài này tức là lựa chọn thông tin theo đoạn nào conclusion này that is possible đây nhá mình sẽ phóng to nó lên nhá anh làm câu anh làm câu 1 đi thấy sai liền á thế à từ từ xem nhá một cái sự kết luận rằng là it is possible to train people này train đó là coach đó bản thân vừa nãy mình đọc ấy, mình nhớ được cái từ coach ở đây could be coach thì cái đoạn của nó là đoạn, đoạn c đúng không đoạn C nhá, từ từ đoạn C. Đấy, C. 1C. Một, Một cái kết luận rằng này, nó khả thi để mà huấn luyện mọi người deal with anxiety. À. ngữ pháp của nó là gì đây? Wow. Kiểu nó thế đây em ạ đấy kiểu nó thế chứ còn bây giờ mình tập trung vào ý chính của nó thì tức là deal with anxiety đó tức là train train nó sẽ là cái mà nó gọi là chính ở đây nha thì ý của nó sẽ là coach ed đúng không thì lúc đó mình hoàn toàn mình có thể lựa chọn luôn đáp án c Now an explanation này of the way negative emotions affect what people concentrate on tunnel vision Đấy, tunnel vision nha Đấy là cái key của nó đúng không? Thì cứ cái chỗ nào mà nó có tunnel vision thì em đưa vào. nhá, yeah. Đúng không? Tunnel. D này. Right. Nó đó Tức là cái câu này nó lại sai á. <laughs> ờ, vô lý từ từ nhá. Thế thì đáp án của nó là gì nhá? Xem thử nào. Bảo đáp án sai cũng có cũng có khi vậy. Bởi vì các bạn mini IELTS nó mất dạy lắm này nó kiểu như là cho có ấy, nó report cái đáp án. Ơ à không, 1C này. Đây đây. một c đây. Sai đâu? Ê, hey, tí nữa đổ đổ đáp án là C nhưng mà đoạn cuối thừa chữ. À, cái này đúng không? Ý của em là như thế. Đây này, ý của em là như thế này. Thì em phải có tunnel vision chứ, đúng không? Em phải tập trung vào cái possible train chứ. Train people nhá đúng rồi đây là chẳng qua ấy, là typo cái bọn mất dạy này nó nó copy đề về ấy, nhưng mà kiểu như là nó 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 nhiều khi nó copy tứ lung tung ấy xong rồi nó thừa ra một cái phần như thế này đấy, chứ còn thực ra nó đến đây thôi thầy xài mac gì em đừng có mua cái mac này nha mac này là cái mac mà nó vớ vẩn nó 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 kém vô cùng đấy đang chán lắm rồi đây cứ mua mac pro nào an experiment that showed how a positive outlook can help people adjust to uh. <laughs> Đây lại là 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 một cái thiếu đúng không? Đấy lại là thiếu thiếu cái gì đó đây này, này, cái bọn này nó mất dạy vô cùng luôn. Ở uh, một cái thí nghiệm mà cho thấy rằng là một cái góc nhìn tích cực này nó có thể giúp mọi người adjust to adjust to cái của nợ gì. Đúng không? thí nghiệm mà thí nghiệm mà cho thấy một cái positive outlook có thể adjust to tức là điều chỉnh đúng không tức là bản thân của nó phải có thí nghiệm ở trên đấy đã một cái đoạn gì đó nó chứa cái thí nghiệm đó experiment từ từ có thể thay đổi có thể adjust to khả năng adjust to ở đây đó là kiểu adjust to cái tình hình này em ạ đúng không adjust to cái gọi là cái situation đó đấy hoặc là cái gọi là cái gì nhỉ uh, potential threats đúng không? khả năng như thế nếu như mà mình nhớ đến cái bài đọc ấy thì nó có thể là như thế này. Đấy, nhưng mà đề của nó chưa đầy đủ. xong rồi, on ở phía bên trên cũng chưa đầy đủ nốt này. đấy thiếu gì luôn đúng không? từ từ một cái outlook ấy, có thể giúp mọi người điều chỉnh không cái này đó là cái thí nghiệm mà cái bọn học sinh mà nó 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 cười ấy challenge đúng không đây này good humor đây này nó tức là nó vẫn là cái đoạn e à sorry nó vẫn là cái đoạn c nhá một cái thí nghiệm cho thấy rằng là một cái positive outlook coi là kiểu như một cái thái độ đúng không mà nó tích cực nó có thể giúp cho người ta điều chỉnh điều chỉnh gì điều chỉnh heart rate chính xác rồi nhá nó return to normal mà Đúng không? Vậy thì cái phần thiếu ở đây nha của đề bài ấy, mình có thể đưa ra luôn đó là hot rates. Đúng không? Có thể điều chỉnh cái gọi là cái 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 cái, cái, um, những cái triệu chứng khi mà gặp rủi ro ấy, tức là đáp án C này. Khả năng thế phù hợp đấy, đúng không? Uh, good humor. Đây là key, keyword của nó đúng không? Rồi tiếp theo này. A stressful situation của nợ gì <laughs> em đưa ra cái câu này ấy. đúng không em đưa ra cái câu này thì đúng thật là, là 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 cái bọn này nó rất là Cẩu thả trong cái việc đó là nó ghi lại cái đề Đấy, ghi đề như thế này thì chết rồi tạch là phải đúng không nào faster than others khả năng là cái nhịp tim của họ đúng không cái gì thì gì, gì đó nhanh hơn người khác Đúng rồi C anh ơi Câu 3, câu 4 liền nhau Cái stressful là cái bị expert critic Đề nó không đủ Thế cho nên là không, không không, khó làm quá em ơi Đúng không? Khó làm quá Đấy ừ. nếu mà faster như thế này chắc chắn là bounce back đúng không? Một cái tình huống khi mà Đây này khả năng này When này um, Some people Đấy Can recover faster than others đúng không khả năng là như thế một cái tình huống áp lực mà có những người thì sẽ phục hồi tốt hơn những người khác quick mình nhớ không nhầm là có từ quick đây 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 đã đúng rồi chính xác đoạn c đúng không đoạn c để đoạn c thế thì khả năng câu ở phía bên trên đúng thật là cái đề bài của nó không đủ đúng không thế cho nên là mình cần phải xem xét lại c nha quickly đại cái keyword nó là như vậy. Ok, thế thì bây giờ nó adjust to cái của nợ gì nhỉ? Nó cũng có thể là đoạn cuối nữa đúng không? Ờ ừ, còn cái thí nghiệm nữa mà nó expert ở đây, đây nó đánh giá như thế này. Một nhóm học sinh này, speech, đúng rồi. Chính xác có thể là ơ. Ờ. Ủa, nếu thế thì nó vẫn tiếp tục là đoạn C à? tức là câu 3 với câu 4 là một mà người ta type thành hai câu. À, tức là câu 3, câu 4 là một nhưng mà nó lại thành Ây... <laughs> Ờ đúng rồi, đúng 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 đúng. Ờ giờ mình mới để ý thấy. Ui giời ôi, đây. Đấy, đúng không? Ý của nó là như vậy. Một cái thí nghiệm mà cho thấy rằng này, một cái positive outlook can help people adjust to a set to a stressful situation faster than other đúng rồi, đúng không? Khiếp thật. Đi thi thì chắc chắn là không có cái chuyện như vậy đâu nhá. Đi thi là kiểu gì đúng không? Là đề nó cực kỳ là 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 đầu cuối. Không có cái chuyện là đề nó sai đâu, chỉ có cái chuyện là nó đổi đề thôi. Đấy, chứ không có cái chuyện là đề nó gọi là vớ vẩn như thế này. Đấy, a discovery này beyond what researchers were investigating. Một cái phát hiện mà nó nằm ngoài những thứ gì người ta đang nghiên cứu Why à? đoạn A này này đấy đoạn A đúng không và bởi vì là từ từ người ta không biết được rằng là vì sao đâu rồi nhỉ mình 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 tìm cái manh mối cho mọi người nhé bởi vì mình nhớ mà đây là she points out that no one has ever been able to determine uh, tại sao Tức là không ai tìm ra lý do, đúng không? Vậy thì tức là nó beyond rồi Nhá, đoạn A, đấy, Đoạn A Đoạn A Rồi, cái gì nhỉ? Uh, why, đúng không? Uh. Determine why No one has ever been able to determine Đó, determine Thực ra nhá, những người mà kiểu như Ví dụ như mình nhá Đấy, khi mà kiểu như là cái Determine đã, khi mà cái mà nó gọi là cái gì nhỉ, cái đọc hiểu, cái comprehension đó, nó đã gọi là chín mùi rồi đấy đúng không? Thì lúc đấy người ta không có còn quan trọng quá nhiều vào các cái technique làm bài nữa đâu. Mà người ta cứ thích người ta đọc từ đầu cho đến cuối, xong người ta cứ thích người ta làm ấy. Bởi vì là bây giờ technique nó chỉ dành cho tầm khoảng ví dụ 7 lên 8 nhé, chứ còn 8 mà lên 9 thì bây giờ cái comprehension đúng không, nó sẽ quyết định những cái câu cuối cùng Đấy, mình cứ thấy mình đọc thôi đọc từ đầu đến cuối thôi. xong rồi là đấy tìm ra được các cái phần đáp án nó rất là nhanh bởi vì gần như là cái hệ thống của bài đọc đấy là nó nó ra nó rõ ràng rồi đó nào an experiment này where the nature of a material seen by participants affected the way they perform a task the nature of a material một thí nghiệm khi mà cái bản tính của một cái vật liệu đúng không vật chất. Bản tính của một cái vật chất được nhìn thấy bởi người tham gia thí nghiệm này nó ảnh hưởng đến cái cách mà họ sẽ perform a task. Nó ảnh hưởng đến cái cách perform a task nature. Cái này chắc phải tìm lại rồi. Riêng cái này chắc là phải cần 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 phải tìm lại rồi, đúng không? Không nhớ được nữa. Thôi thế thì lướt lên thôi, đúng không? The nature of a material, tức là bản thân của nó phải có một cái material đó, cái material đấy nó sẽ gọi là quyết định xem là họ có cái performance như thế nào đúng không? Performance Mà đã có performance thì bây giờ chắc chắn là cái kết quả của nó có thể sẽ khác nhau Và vì vậy cho nên mình sẽ tìm vào cái từ kết quả Đây, ra luôn Suy luận chuẩn không? Đấy <laughs> suy luận luôn từ results luôn nha đấy bởi vì là chắc chắn rồi nó phải có kiểu kết quả findings results hoặc là outcomes đúng không đấy thì chỉ có thể là results rồi e chính xác tư duy suy luận đỉnh cao nào chúng ta sẽ có đây là cái gì nhỉ uh, results ừ. rồi đấy xong cái bài này câu 7 có câu 10 à ở cái bài này thì thực ra nhá, cái tên của nó không paraphrase được mà mỗi một cái tên này nó sẽ đi kèm theo một cái mà nó gọi là claim đúng không claim hoặc là hành động của họ claim hoặc là cái 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 gọi là cái action của họ ấy nếu mà là claim thì nó sẽ có mở ngoặc kép đóng ngoặc kép đằng sau còn nếu mà nó có hành động đúng không thì bây giờ kiểu gì nó sẽ xuất hiện những cái như kiểu là từ that đấy nghĩ rằng suy nghĩ xong rồi là 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 là, là, là thực hiện thí nghiệm rằng đấy cái bài đem Dn, n nằm đâu đây là xin phép mọi người thì mình mới gọi là can trốn f nhé chứ còn ở trong phòng thi thì mình sẽ gọi là căng mắt ra mình nhìn đúng không mình đọc từ trên xuống thì mình sẽ để ý đến những cái tên xong mình đánh dấu luôn bà nói rằng là once in a lifetime này ấn tượng bởi vì đều có phong cách sống chung này loại bỏ những yếu tố này ok nha thế thì từ từ, từ. đen n People whose daily lives are stressful often have surprising. Cái này là đoạn cuối này. Khả năng là bà Susan á, mình nhớ không nhầm là như thế. Susan, khả năng thôi tí nữa check lại nhá. The body's reaction to crisis này may trigger a life-threatening event. Cái body's reaction to a, cri to a crisis. Body reaction, life-threatening đúng không? cái keyword mình nhớ không nhầm thì nó phải là kiểu life and death nhá yeah. life life and death Đâu rồi đây đây này now negative emotions provided focus which was important for surviving in life or death situations tức là sống hoặc chết đúng không sống hoặc chết phản ứng của cơ thể với một cái gọi là khủng hoảng, một cái sự khủng hoảng này nó có thể sẽ gọi là châm ngòi cho một cái một cái vụ việc mà nó ảnh hưởng, đe dọa đến tính mạng. Live threatening ý của nó là như thế. Thế xem lại xem là cái từ life or death nó có đúng không nào? Cảm xúc tiêu cực này. Không 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 phải đâu, không phải đâu. Nhá yeah, không phải đâu các bạn à. Đấy không phải đâu. Hồi cứ đọc hết ra nha, cứ đọc hết tất cả đáp án nhá. Ờ, à, có thể đấy, có thể đấy, cứ đọc hết đã. Bây giờ mình đang tìm đang đen nờ mà đúng không? Boy đen mà. Now it is unusual to have a study group whose circumstances were very alike. ở uh, alike tức là giống nhau, đúng không? Is unusual này, không có kiểu như thường thấy để mà có một cái nhóm học sinh đọc cái đọc cái nào nó khá là trừu tượng đúng không? Cứ đọc hết đi nhá. The reasons for link uh, between positive emotions and a longer life have not been established. Denner này. Denner A à, câu 10A này. Đấy, rồi Denner câu 10A nhá, bởi vì là ông ấy nghiên cứu đến những cái bà sơ ấy. Đúng không? Bà sơ sống hơn 10 tuổi ở đoạn 1 đây này. Đấy nhá, Den cho là cho mọi người xem lại. Đây. She points out that no one has ever been able to determine chính là cái bài DN. Đó DN, đấy chuẩn rồi. Tiếp theo, thế là loại được DN này, chúng ta sẽ sang tiếp theo đó là Barbara. Lại tìm cái Barbara thôi. Believe that này, part undo effect này, according to này, this theory này. Shutting down. as cảm xúc tiêu cực sống bạn giúp bạn sống lâu hơn bởi cái việc đó là hạn chế cái ảnh hưởng của cảm xúc tích cực à, cảm xúc tiêu cực. believes part undo effect. Barbara, Barbara thì nói như thế nào nhỉ? oh Barbara này. Shh, no. nếu thế phải tìm các các cái tên tiếp theo rồi đúng không nói chung là loại trừ thôi bắt buộc nếu mà muốn làm nhanh thì phải loại trừ thôi đấy ông nói rằng là uh, one of these is fake one of these is fake đó là cái này ông này nói rằng là uh, cảnh giác thì sẽ dẫn đến cái reactivity này nó physically physically draining à vậy thì tức là ông găm ông bảo rằng là cái này là nó có hại cho sức khỏe đúng không cũng như là nó kiểu ảnh hưởng tinh thần đây. Từ từ từ. The body's reaction to a crisis này may trigger a life threatening event. Đúng rồi đấy. C. Bởi vì nó liên quan tim. Đó, liên quan tim mà ông này ông nói tim. Đấy, tiếp theo Susan Susan ở khả năng ở cuối. Nha yeah, Susan ở cuối. Susan thì nói rằng là đối phó lâu này. She says đối phó với những thứ gì đó lâu đúng không thì nó lại kiểu như có được cái cảm xúc mà nó tích cực bài nói thế đây xu dần chính xác rồi đúng không D đấy right. D vậy thì chắc là cái còn lại nó chỉ có thể là cái bà Barbara thôi đấy chắc lại nhá xem là cái bà à chính là cái bà Fredrickson đúng không Barbara Fredrickson Từ từ, đúng đấy, đúng đấy, cái ý mà bà ấy nói rằng là đây này, um, không có unusual, đúng không, to have a study group who circumstances, tức là hoàn cảnh, very alike, tức là loại trừ, đúng rồi, chính xác đấy, chính là cái từ variable đấy. Đây, bà ơ à, từ từ, không không không, khoan lại nhé cũng không hẳn loại bỏ tất cả những yếu tố mà thông thường sẽ gây khó để mà luận giải được những cái nghiên cứu về tuổi thọ không không hẳn đâu từ từ đọc lại cái 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 câu hỏi xem nào không có thường thấy để mà có một cái nhóm nghiên cứu đó một cái nhóm nghiên cứu mà có những cái hoàn cảnh của từng người ở trong đó này vô cùng là giống nhau were very alike. Nếu mà ở lại ở đây mình nhớ đến một cái từ mà trong bài đã được lướt qua đó từ resemble đúng không? Chỉ có thể là từ này thôi, nó hợp lý thôi. Đấy, nếu mà resemble. Ủa, 0 giờ 49 được rồi cơ à? Da, resemble, nốt nha. Nào, cũng không phải là cái từ đúng à? Hmm. này, này, không. Nếu thế thì chỉ còn có thể là đây từ từ từ, đúng không? Đây này chỉ có thể là bà Denner thôi, bởi vì bà ấy bảo là những cái kết quả này thì nó vô cùng là striking, đáng ngạc nhiên, bởi vì tất cả những cái members of the convent lived similar lifestyles hoàn toàn là ba đen n mà đó bà đen n chứ là cái đáp án của thằng đấy thì mới đúng nhá tức là đen n à đúng rồi mẹ nó có thể có cái trường hợp đó là hai đáp án cùng một lúc mà chính xác đấy đen n nhá đen n đấy, mình quên không để ý cái này khi mà nó cho cái lưu ý này này thì phải đến gọi là 99% là các bạn sẽ gọi là lựa chọn hai cái cho cùng một câu đó, mẹ nó cho cái nb này này là phải 99% rồi đấy thế cho nên hợp lý là như thế này nhá sau đó thì ui cái bài điện từ thì nó đơn giản bởi vì là điện từ ấy, thì thứ nhất là lựa chọn theo cái loại từ là cái q đầu tiên thứ hai là nó sẽ có những cái keyword ở trong câu hỏi để mà chúng ta có thể scan scan tức là dựa vào keyword xong rồi tìm ra những cái đoạn mà nó chứa những cái keyword đấy rất là nhanh à, ví dụ như là tên riêng tuổi xong rồi là con số thời gian địa điểm thì đấy đấy là cái cách để mà scan đó. scan tức là dò tìm theo keyword nhá còn skim thì tức là đọc lướt để mà lấy ý chính uh, early tribes như thế này chắc chắn đây là một cái keyword này uh, early tức là những thửa ban đầu rồi chắc chắn là các bạn sẽ tìm thấy early sau đó các bạn dóng ra phần này thì nó là the thế cho nên mình tìm mình cần tìm một cái danh từ đấy thì mình đọc cái nội dung của nó xem cái danh từ đấy nó liên quan đến cái gì những cảm xúc tiêu cực này cho con người cái gì đó mà họ cần để mà deal with emergencies uhm, early đúng không chắc chắn early là từ đầu tiên mà mình tìm thấy cho con người một cái gì focus đấy, bởi vì nó là danh từ đấy, nốt nhá nốt 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 đấy cho nó chọn vẹn đi rồi ok focus nhá yeah. đáp án chính xác tiếp theo ở dưới này keyword của nó là gì này Fredrickson này believes that a passing positive emotion can lead to an enduring asset such as a now số ít đúng không? Which is useful in times to come trong những trường hợp mà kiểu nó nó cần đến thời gian. Friendship, friendship một tình bạn nhé. Bởi vì là cái từ enduring này này đây có thể là coi như là keyword và enduring thì nó bằng từ long lasting. Vừa rồi mình nhớ không nhầm nó có từ lasting này một cái friendship này. Rồi ok nha một cái lasting đúng không? Friendship rồi. Friendship Chính xác rồi, đúng không? Chỉ có thể là friendship thôi Và tiếp theo, câu này thì sao? Ferguson này, cả hai cá nhân và xã hội Society Nếu như mà nhớ từ individuals này này Thì vừa nãy nhá, nó chỉ còn Thực ra individuals chỉ có thể paraphrase bằng cái từ The individual thôi Bởi vì đấy là cái, cái paraphrase theo kiểu hình thức Chứ còn bản thân cái từ individuals này này Nó không bằng từ people Nó không bằng từ people nhá The individuals nó là ám chỉ một nhóm người có một đặc tính đặc điểm riêng chứ không phải là people people là tất cả Đó, còn individuals tức là nhóm mà kiểu như có cùng một cái đặc điểm riêng thì đấy nó mới gọi là individuals đấy ờ rồi vì vậy cho nên nhá, kể cả bây giờ ấy, chúng ta bảo là dùng cái từ individuals này thì nó cũng phải là some individuals Chứ nó không thể đứng một mình để mà nó paraphrase cho cái từ people được Như thế là sai đấy Thế cho nên là đấy The individual and society thôi thì là ra luôn đáp án gì nữa right, Thế nhá Ok, thực ra cái bài này thì do là cái đề bài ban đầu nó hơi bullshit tí đúng không? Thế cho nên là <laughs> Bạn ấy bảo là sai đề bài chứ còn Sắp xếp lại thì ừ Nó bị dối thôi chứ còn ra cái đáp án nó khá là dễ OK, thôi chúng ta sẽ end ở đây nhỉ và đấy nhá. Và các bạn có thể lên uh, phở bò theo dõi, có rất là nhiều tài liệu IELTS miễn phí này, rồi là các cái trang cha... tips phương pháp để mà học tiếng Anh cải thiện điểm IELTS, yeah, cái trang ở trên phở bò. Rồi. Xem lại livestream thì bạn lên uh, ITB tương tự nhá. Ừ. Có từ nào paraphrase từ young people, and old people không á? Đầy em em chuyển thành generation đúng không thì chúng ta có thể gọi là younger generation Đấy, nó phải có the nhé còn không thì generation ở dạng số nhiều rồi là old generation đúng không hoặc là senior uh, citizens Đấy, có nhiều từ đó thôi chúng ta end đây nhá và chúc các bạn ngủ ngon bye bye